Đều đi không được, bọn hắn nghĩ không sai Giang giật giết chết bách hoa nương tử về sau Trên người sát lục chân ý cuồng bạo mà ra Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hạ vũ thành Còn đến không kịp đào tẩu gần ngàn thần du cường giả toàn bộ không động được Chết, hắn thân thể chấp động Bắt đầu vô tình giết chóc Mặc dù giết ba tên kim cương cường giả Nhưng hắn nội tâm nổi giận vẫn không có tiêu trừ Giờ phút này tùy ý đổ sát liên quân thần du võ giả Mới có thể để cho hắn có chút thống khoái một chút Hiu hiu hi thân thể của hắn như quỷ ảnh tại hạ vũ thành bên trong lấp lóe mỗi một lần lấp lóe tựu đại biểu một người hoặc là mấy người chết đi đồ sát thần du cường giả đối với hắn mà nói như giết gà mổ trâu nhẹ nhõm hỏa long kiếm lóe lên thường thường đại biểu cho một người hoặc là mấy người chết đi gần nửa nén hương thời gian liên quân phương diện lưu tại người bên trong thành toàn bộ bị chém giết lần này liên quân tới gần vạn người có hơn một ngàn người lưu tại đại hạ quốc phía bắc thành trì trấn thủ còn lại bảy tám ngàn người ngoại trừ vừa rồi đào tẩu hơn 2.000 người bên ngoài, toàn bộ chết tại Hạ Vũ Thành. Tham kiến nhiếp chính vương, tại giang giật chém giết người cuối cùng, thu hồi sát lục chân ý về sau, lư lão tướng quân chống đỡ tàn phế thân thể, dẫn người nhanh chóng hướng giang giật đi tới, toàn bộ một gối quỷ xuống quát khẽ. lư lão tướng quân cùng người này lưu lại, những người còn lại lập tức phát động quân đội, cứu chữa thương binh. Ta cái này có một ít thuốc chữa thương, các người trước đem tựu dùng đến. Giang giật phung tay lên để mọi người, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra mấy trăm bình thuốc chữa thương ném cho các vị tướng quân, mọi người lập tức mang theo bọn bắt đầu toàn thành bôn tàu, cứu chữa thương binh. Quốc chủ đâu, Giang giật ánh mắt băng lãnh như mùa đông hàn phong, nhìn về phía lư lão tướng quân bên người một tên tướng quân, người này thương thế không nghiêm trọng lắm, lư lão tướng quân giờ phút này nói chuyện đoán chừng đều phí sức. Tướng quân kia xoa xoa trên mặt tiên huyết, chắp tay nói, hồi nhiếp chính vương, người mang theo trở về cái kia Giang tiểu thư, đột nhiên biến thân, thực lực tăng nhiều, thoáng cái chém giết hạ đình uy sau đó lăng gia lão tổ tới giang tiểu thư gặp không địch lại dùng lục tịnh bình đem quốc chủ thu vào mang theo hướng phía nam trốn lăng gia lão tổ cũng lập tức đuổi theo khó trách giang giật bừng tỉnh đại ngộ khó trách không nhìn thấy lăng gia lão tổ tình cảm là tiểu nô mang theo mọi người đào tẩu lăng gia lão tổ đuổi theo giết a ánh mắt của hắn hướng bay xuống nhai tí thú nhìn thoáng qua xác định tin tức là thật về sau rất nhanh hạ lệnh các người cứu chữa thương binh về sau lập tức rút lui ân hướng U Minh xâm lâm triệt hồi, chờ tin tức ta. Ta đi trước đem quốc chủ bọn người cứu ra. Nói xong, Giang giật thân thể một cái thuấn di đến ngoài thành, đem ngân hoa bà bà thu nhập càn khôn điện bên trong, lại đem không chung nhai tí thú thu vào. Một người một thú đều người bị thương nặng, bất lực tái chiến, chỉ có thể để bọn chúng đi dưỡng thương. Hưu, làm xong đây hết thảy, hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Nam bay đi. Trên mặt hắn thần sắc giếng nước yên tĩnh, nội tâm lại gấp như hỏa thiêu, Giang tiểu nô biến thân lúc hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là một khi thời gian biến thân sau khi tới, sẽ cực kỳ suy yếu, tùy ý một người bình thường đều có thể giết chết nàng, lăng ra lão tổ đuổi theo giết nàng, nàng còn có đường sống sao. chương 476, lăng ra lão tổ, hưu, 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 giang giật không ngừng thuấn di, như một đạo u hồn trên không trung lấp lẽ, hướng phương nam phóng đi. Hắn không biết giang tiểu nô đi đâu lại tại cái nào hắn chỉ có mang không mục đích hướng phía nam phóng đi hắn chỉ có thể đại khái đoán được Giang Tiểu Nô hẳn là hướng bờ biển bay đi, chỉ có tìm kiếm một cái ẩn nấp hải đảo mới có thể trốn được một mạng. Ngũ đại liên quân liên công đại hạ quốc, toàn bộ đại lục cũng không an toàn. Liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, chống đỡ một chút đạt hạ vũ thành lại đại chiến mấy trận, để Giang giật mỏi mệt tới cực điểm, nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không dám chống đỡ lấy tiếp tục đi đường, không dám có một tia lười biếng, Giang tiểu nô bọn người nguy cơ sớm tối, hắn coi như mệt chết cũng không thể dừng lại a. À phía dưới có cái thành trì, thuấn di một đoạn đường rất dài trình, giang giật nhìn thấy nơi xa có một cái đại thành, hắn thần thức tìm tòi, nhìn thấy trên tường thành hạ điền thành ba chữ to, lập tức hạ mặt đất hướng thành nội chạy đi. Cái này hạ điền thành là đại hạ quốc nam bộ đại thành, thành nội chú đóng 10 vạn đại quân, phụ cận mấy chục tòa thành nhỏ đều có trinh sát, tìm bọn hắn tìm hiểu hạ lưu trường giang tiểu nô hành tung, nói không chừng lại có thu hoạch. Người đến người nào, hạ điền thành đã phong thành, nhanh chóng thối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Thành nội quân sĩ nhìn thấy Giang giật hóa thành một đạo tàn ảnh mà đến, rất là khẩn trương lên, đại hạ quốc bắc bộ giờ phút này thế nhưng là ngay tại đại chiến, đột nhiên xuất hiện một cường giả, bọn hắn làm sao không lo lắng. Hỗn trướng, đây là nhiếp chính vương, ti chức tham kiến nhiếp chính vương, một tên tướng quân thị lực cũng tạm được, thấy rõ ràng là Giang giật sau một bàn tay đem tên kia lên tiếng thống lĩnh quét ra ngoài, thân thể hướng dưới thành phóng đi, một gối quỷ xuống quát khẽ nói. Vù vù, trên tường thành tướng quân thống lĩnh bọn họ vội vàng đi theo nhảy ra, một gối quỷ xuống quát khẽ tham kiến nhiếp chính vương. Đứng lên, giang giật không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm, nghiêm nghị hét lớn, các người có thể từng nhìn thấy một cái lục tóc, phía sau có hai phiến cánh chim màu xanh lục nữ tử bay qua còn có có thể từng phát hiện lăng ra lão tổ. a à có, tướng quân này sững sờ, rất nhanh ngưng trọng nói ra, ba nén hương thời gian trước, hoàn toàn chính xác có một cái lục tóc lại cánh nữ tử bay qua, người kia khí thức tốt cường đại, tốc độ thật nhanh, sợ là ngoại trừ thần du võ giả những người còn lại cũng không phát hiện. Ân, qua thời gian một nén nhang, lại một cái càng cường đại cường giả bay qua, tốc độ cùng tiểu thư kia không sai biệt lắm, còn như có phải hay không nhiếp chính vương nói lăng ra lão tổ, thuộc hạ tựu không được biết rồi. Ba nén hương thời gian, Giang giật nội tâm trầm xuống, lâu như thế thời gian, Giang tiểu nô biến thân thời gian coi như tăng trưởng một chút, nhưng hẳn là cũng đến. Lăng gia lão tổ theo sát phía sau, hẳn là rất dễ dàng dò xét đến tiểu nô phương vị, đến lúc đó kết quả không thể tưởng tượng a. À. Tiếp tục toàn thành đề phòng, chờ mệnh lệnh, Giang giật trầm hống một tiếng, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng phương nam thuấn di mà đi. Lần này thuấn di tốc độ nhanh hơn, chỉ là hai cái trong trước mắt, tự hóa thành một điểm đen biến mất tại phía nam. Vù vù, thuấn di thời gian một nén nhang, vượt ngang hơn 10 vạn dặm đường, Giang giật thân ảnh đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nghe được phía trước truyền đến một trận nhanh chóng phi hành tiếng xé gió mà lại phía trước ẩn ẩn truyền đến một cỗ khí tức cường đại. Kim cương cường giả, khoảng cách xa như vậy, có thể có được như thế khí thế cường đại chỉ có kim cương cường giả, mà đại lục kim cương cường giả có thể xuất hiện gần như đều xuất hiện, như vậy phía trước thân phận của người này tựu vô cùng sống động. Hưu, sang giật rừng một chút, lần nữa hướng bên kia thuấn di mà đi, đồng thời thần thức hướng phía trước tìm kiếm, mà bên kia cường giả thần thức cũng phúc tán tới, hai người lẫn nhau dò xét đến đối phương về sau, thân thể đồng thời chấn động, cũng lập tức dâng lên vô tận sát khí. Quả nhiên là lăng gia lão tổ, Giang giật giờ khắc này đôi mắt cũng phát sáng lên, hắn vừa rồi dò xét đến lăng gia lão tổ, tựa hồ. Tại phụ cận dò xét, tìm thứ gì hắn vừa rồi tại truy sát Giang Tiểu Nô, giờ phút này đột nhiên dừng lại, tại phụ cận đi dạo là vì sao? Lăng gia lão tổ lúc rời đi, hạ vũ thành nội chiến sự tình say xưa, giống như hắn đánh chết Giang Tiểu Nô khẳng định sẽ lập tức trở về hạ vũ thành, mà không phải tại cái này mù đi dạo, giải thích duy nhất hắn đang tìm giang tiểu nô nói một cách khác giang tiểu nô không chết đạt được cái kết luận này về sau giang giật cả người đều cuồng hỉ mặc dù hắn không nghĩ ra giang tiểu nô dùng cái gì kế sách thủ đoạn liền lăng ra lão tổ đều không có cách nào tìm tới nàng nhưng chỉ cần các nàng không có việc gì giang giật liền có thể buông tay đánh một trận giang giật lăng ra lão tổ trong mắt sáng lên trướng mắt tinh mang thật sự là hắn đang tìm giang tiểu nô hắn một đường khóa chặt giang tiểu nô khí cơ nhưng ở kẻ bên này trong dãy núi đột nhiên biến mất. Hắn hướng phía trước đuổi một vạn lý, cũng không có cảm nhận được nửa điểm khí thức của nàng, sở dĩ lại trở về đến tại phụ cận tra xét rõ ràng, kết quả không thu hoạch được gì. Bất quá, đây hết thảy đều không trọng yếu, giang giật xuất hiện, chỉ cần đem giang giật đánh giết, hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Chỉ là, hắn nhìn thấy giang giật là theo phía bác Tuấn gì mà đến, lại có chút nghi ngờ phóng thích thần thức hướng phương Bắc dò xét một phen, phát hiện đằng sau không ai về sau, hắn trầm giọng hỏi, Giang giật, người từ đâu mà đến? Từ đâu mà đến, Giang giật khóe miệng lộ ra một vòng lãnh ý, hắn hiểu được lăng gia lão tổ lo lắng cái gì, còn người nhất chuyển, hắn nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, buồn bã nói ta tự nhiên là theo hạ vũ thành chạy đến, lăng gia lão quỷ, nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức, tiêu long vương, sát đế, dư viện trường, bách hoa nương tử, lão quốc sư, hạ đình uy đã toàn bộ bị chém giết, các ngươi liên quân cũng một cái không có chạy mất. Yêu hậu cùng quán chủ đại sư toàn bộ đều tới giờ phút này chính phân biệt công chiếm vài quốc gia yêu hậu tự mình đi các ngươi thiên tinh thành đoán chừng không được bao lâu các ngươi thanh long hoàng triều tự thừa một mình ngươi ha 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 cái gì lang ra lão tổ biến sắc lập tức cười nhạo nói giang giật tiểu nhi ngươi lừa ta yêu hậu rõ ràng đã rời đi thủy u lan cùng lão hòa thượng ở đâu ngươi để bọn hắn ra a à? ha ha lão tổ ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. À? Giang giật hiểu rõ nhất đánh tâm lý chiến, trong tay càn khôn điện xuất hiện, bạch quang lóe lên, nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà ra giữa không chung, hắn đem hai người thả ra về sau, lập tức lại thu nhập càn khôn điện, lúc này mới u u nói ra, đối phó người cái này cấp bậc, còn cần các nàng xuất thủ, một mình ta như vậy đủ rồi, lão quỷ nhận lấy cái chết. Ây, lăng ra lão tổ nhìn thấy nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà, nội tâm lập tức giật mình, có chút trần chờ. Hắn thời điểm ra đi, nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà mắt thấy là phải chết rồi, giờ phút này còn sống còn bị giang giật đưa đến nơi này, điều này nói rõ cái gì nói rõ hạ vũ thành bên trong chiến sự đã kết thúc a à. Hạ vũ thành bên trong còn có 5 tên kim cương cường giả, giang giật một người sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết chẳng lẽ yêu hậu thật không hề rời đi chẳng lẽ thủy u lan lão hòa thượng thật xuất thủ chẳng lẽ. Đây là võ điện âm mưu, lang gia lão tổ nội tâm kinh nghi bất định, cũng có chút hoảng loạn rồi, giống như giang giật nói là sự thật như vậy thanh long hoàng triều tuyệt đối sẽ che diệt, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hưu, giang giật thân thể thuấn di mà đến, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, bổ ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, đồng thời thân thể của hắn sáng lên một đạo bạch quang, thân thể hóa thành bốn cái hư ảnh, thành một cái hình quạt hướng lăng ra lão tổ vào tới. Giết, cảm nhận được mấy vạn tiểu hỏa long bên trong cuồng bạo năng lượng lăng ra lão tổ chỉ có thể miễn cưỡng tỉnh lại, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, bất kể như thế nào, vẫn là trước đem giang giật đánh giết lại nói. chương 477, lão quỷ ngươi bị lừa rồi. a à, lăng gia lão tổ vừa mới nghĩ xuất thủ, lại phát hiện một vấn đề, giang giật mấy cái phân thân lại đều cảm giác giống như là chân thân, hắn thần thức như thế cường đại, thế mà phán đoán không được cái nào là hư ảnh, cái nào là chân thân. Hưu, giang giật bốn cái hư ảnh như thật phong lướt đến, ở giữa mấy vạn hỏa long đã gào thét mà qua, lăng gia lão tổ không thể không hướng về sau mới thối lui trước tạm thời né qua lại nói. Ai, lăng ra lão tổ tốc độ quá nhanh, giang giật lúc đầu chuẩn bị tốt công kích, bởi vì theo không kịp tốc độ của đối phương trở nên tốn công vô ích, chỉ có thể bất đắc dĩ thuấn di, một cái chớp mắt rời phân thân tựu không có cách nào khống chế, rất nhanh sụp đổ tiêu tán trên không trung. Uống, giang giật vừa mới thuấn di ra không trung, cách đó không xa lăng ra lão tổ đưa tay đánh ra một đạo kim hoàng sắc chỉ phong, kia chỉ phong vừa ra, một cỗ hạo nhiên hoàng khí nương theo mà ra, đế vương chân ý cũng thả ra, ép tới giang giật nội tâm đại loạn, kém chút từ bỏ chống lại chuẩn bị chờ chết. Quân gọi thần chết, thần không thể không chết, đây chính là đế vương chân ý bá đạo chỗ, cái này nếu là người bình thường không cần công kích, trực tiếp một ánh mắt, người kia sợ là liền sẽ có tự sát xúc động, đế vương chỉ một cái, năng lực áp thiên hạ vạn dân. Hừ, cũng may giang giật trời sinh tựu không phục áp, càng là áp hắn, hắn trong khung ngông nghênh càng bắn ngược, hắn cũng một mực không phải một cái trung thần, năm đó liền là thần võ quốc phản quốc tặc đối với quân thần cương thường không phải rất để ý sở dĩ cái này đế vương chân ý đối với hắn ảnh hưởng không phải mãnh liệt như vậy hắn ngẩng đầu chém ra một kiếm ngăn cản kia đế vương chỉ một cái trên thân sáng lên bạch quang biến mất tại nguyên chỗ suy suy lang ra lão tổ đế vương chỉ một cái quá cường đại giang giật mấy vạn hỏa long tại một chỉ này dưới cũng cảm giác từng đầu nê long cùng một đầu chân long chạm vào nhau căn bản không phải một cái cấp bậc oanh Kim hoàng sắc chỉ phong đem giang giật mấy vạn tiểu hỏa long yên diệt về sau, bắn vào xa xa một tòa cự đại sơn phong bên trong, nương theo lấy một đạo trấn thiên tiếng oanh minh, toàn bộ sơn phong chặn ngang nổ tung, sườn núi bị tạc thành bột mịn, phía trên thạch phong ẩm vang trượt xuống, đập xuống trên mặt đất, gây nên mặt đất chấn động, bụi mù già thiên mà lên. Bốn phía yêu thú bị kinh sợ, sợ hãi hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, cũng như tận thế giáng lâm. Đậu xanh rau má, giang giật ra xa xa một cái ngọn núi nhỏ phía trên, nhìn qua thế thì sập sơn phong âm thầm kinh hãi, cái này lăng ra lão tổ so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể miểu sát tiêu long vương. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, lăng ra lão tổ trăm năm trước liền đã đạt đến kim cương đỉnh phong, coi như cái này trăm năm thời gian không có nửa điểm tiến bộ, thực lực của hắn cũng là kinh người, đây chính là nửa cái bước vào thiên quân cấp bậc trí cường giả. Làm sao bây giờ, hắn đôi mắt lấp lóe không dám mạo hiểm vậy mà thuấn di. Hắn tự tin U Minh Quỷ Hỏa có thể đốt giết Lăng Gia lão tổ, vấn đề là hắn làm sao cận thân phải biết hắn thuấn di lúc không gian thế nhưng là lại có ba động tiêu long vương đều có thể đánh giá ra hắn thuấn di phương vị lăng gia lão tổ tông càng không cần phải nói hắn một khi thuấn di đi lăng gia lão tổ bên người đoán chừng vừa mới ngưng kết thân ảnh lăng gia lão tổ công kích liền sẽ đến đến lúc đó hắn u minh quỷ hỏa cũng không kịp phóng thích thân thể đã biến thành thịt nát không gần người công kích của hắn căn bản không có cách nào đối lăng gia lão tổ tạo thành tổn thương hắn cửu thiên long viêm cùng u minh quỷ hỏa còn không có tới gần, lăng gia lão tổ đã né tránh. Còn còn lại công kích, đối với kim cương cảnh đỉnh phong tới nói, hoàn toàn là chê cười. Hư, tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết, lăng gia lão tổ nhìn thấy giang giật sừng sững ngọn núi nhỏ phía trên bất động, có chút ngồi không yên, yêu hậu nếu là thật sự đi công kích thiên tinh thành, lăng gia sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Sở dĩ hắn không thể không đã tốc độ nhanh nhất đem giang giật đánh giết, hoặc là bắt sống, lại lập tức tiến đến hạ vũ thành tìm hiểu tin tức bắt sống lang gia lão tổ tâm thần khẽ động giống như có thể sống bắt giang giật có lẽ có thể bước hiếp yêu hậu a hắn đôi mắt chuyển động âm thầm tính toán giống như có cơ hội nhất định muốn đem giang giật bắt sống hiu lang gia lão tổ tốc độ quá nhanh mặc dù hắn cùng giang giật khoảng cách có vạn trượng, nhưng chỉ là hai cái trong chớp mắt đã vượt ngang cửu thiên trường khoảng cách hắn đưa tay liền chuẩn bị bắn ra một đạo chỉ phong nhưng giang giật tại lúc này động trong tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen đột nhiên đánh ra mấy chục trường, một mảnh màu xanh đen hỏa diễm gào thét mà ra, tràn ngập nửa bầu trời. Cái này hỏa diễm thật bá đạo, chẳng lẽ liền là cái này hỏa diễm đốt cháy lâm thái giám, phê đi hạ đình uy. Lăng gia lão tổ thân hình dừng lại, nhanh chóng lui lại không dám tới gần, mặc dù hắn nhục thể cường đại, cái này hỏa diễm cũng không thể đốt giết hắn, nhưng tới gần khó tránh khỏi sẽ bị đốt tổn thương, hắn một bên lui lại, một bên bắn ra một đạo chỉ phong. Hô hô, cửu thiên long viêm gào thét mà đến, để không khí đều cuộn lên, cũng làm cho phía dưới giấy lên một mảnh hừng hực liệt hỏa, đáng tiếc tương đối lăng gia lão tổ tốc độ mà nói vẫn là quá chậm quá chậm, căn bản không có cách nào tổn thương hắn. Oanh, lăng ra lão tổ đế vương chỉ một cái xuyên thấu biển lửa, suốt tại giang giật chỗ sơn phong bên trong, ngọn núi kia trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời đá vụn bắn ra mà lên, bụi mù cuồn cuộn mà lên, già thiên tránh địa phương. Tiểu tặc, xem ngươi chạy đi đâu, lăng ra lão tổ né qua biển lửa, nhìn thấy Giang Giật đã thuấn di rời đi, lập tức hướng hắn mà đi, mà Giang Giật thật xa đánh ra một mảnh biển lửa, ngăn cản lão tổ tới gần, đồng thời không ngừng thuấn di, không ngừng bỏ trốn. Dầm dầm rầm, lang ra lão tổ không ngừng phóng thích đế vương chỉ một cái, đem bốn phía dãy núi đánh cho một mảnh vết thương, giang giật cử thiên long viêm cũng dẫn tới phía dưới cây cối giấy lên hừng hực liệt hỏa. Bốn phía có vô số sơn phong, nhưng chỉ là trong chốc lát, tự bị lăng ra lão tổ tông công kích dư ba hủy đi vài chục tòa sơn phong. Hô hô, Giang giật thân thể lần nữa ra một tòa núi nhỏ phía trên, nhìn thấy lăng ra lão tổ như một đạo như cuồng phong lướt đến, âm thầm kêu khổ, tiếp tục như vậy không được a, à, sớm muộn đến sẽ bị lăng ra lão tổ đùa chơi chết. Dù sao thân thể của hắn cùng linh hồn đều quá mệt mỏi, chỉ cần xuất hiện một điểm chỗ sơ suất sẽ bị vô tình chém giết. Mà lại lăng ra lão tổ một mực tại phóng thích chỉ phong loại này đòn công kích bình thường, còn không có ra đại chiêu, vạn nhất phóng thích cường đại đạo văn công kích, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Liều mạng, hắn các loại chờ lăng ra lão tổ tới gần, đánh ra một mảnh biển lửa sau lại lần thuấn di. Lần này hắn thuấn di địa điểm rất khéo léo, hắn đoán chắc lão tổ hội rút lui tránh né biển lửa, cùng hắn rút đi tốc độ, cùng mình thuấn di tốc độ. Lần này hắn ra lăng ra lão tổ phía dưới mặt đất, chân sau dưới đất một điểm, gây nên mặt đất chấn động, thân thể của hắn như cuồng long mà lên, thân thể ở giữa không trung hóa thành bốn đạo hư ảnh, như bốn đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lăng ra lão tổ vào tới. Hừ. Sau kiến ngư toàn hám thiên, lang ra lão tổ một điểm không kinh hoàng, đối với hắn mà nói giang giật là một cái hư ảnh, vẫn là bốn cái hư ảnh đều không có khác biệt lớn, hắn đưa tay bắn ra bốn đạo chỉ phong, phân biệt hướng giang giật bốn cái hư ảnh mà đi. Quán chủ, đại sư, còn chưa động thủ, giang giật tại thời khắc này bạo hống, thân thể cũng đột nhiên biến mất giữa không chung, lần này ra lang ra lão tổ đỉnh đầu 300 trượng không chung. Hắn chuẩn bị liều mạng, giống như lần này công kích không thành công hắn sợ là rốt cuộc không có có cơ hội chém giết lăng gia lão tổ. Ừ, lăng gia lão tổ quả nhiên bị lừa rồi, hắn trong con người xuất ra đạo đạo hàn mang, thần thức lập tức hướng bốn phương tám hướng vào tới, giống như Thủy U Lan cùng lão hòa thượng giấu ở phụ cận đánh lén, hắn rất có thể bị miểu sát. Bất luận cái gì võ giả vô luận hắn cỡ nào cường đại, nhưng bản chất vẫn là người, là người liền sẽ có bản năng. Giang giật chợt quát một tiếng, lăng gia lão tổ bản năng giật mình, lập tức tự động đi dò xét thủy u lan lão hòa thượng hành tung cũng liền tự nhiên đối giang giật buông lỏng đề phòng để giang giật thành công thuấn di đi đỉnh đầu của hắn ha 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 lão quỷ ngươi bị lừa rồi yêu hậu nhanh công kích giang giật ra lăng ra lão tổ dưới đỉnh đầu đột nhiên đánh ra mấy chục trường đồng thời hỏa linh châu phát sáng lên từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa vô thanh vô tức xuất hiện giấu ở cửu thiên long viêm bên trong hướng phía dưới lăng ra lão tổ dũng mãnh lao tới hắn cách lăng ra lão tổ chỉ có 300 trăm khoảng cách khoảng cách này không ngừng quá gần, nhưng giống như lăng gia lão tổ tốc độ phản ứng chậm một chút, đem rất có thể trúng chiêu. chương 478, đục nước béo cò, bị lừa rồi yêu hậu, lăng gia lão tổ nghe được phía trước nửa câu, kém chút tức nổ tung, nghe được yêu hậu danh tự linh hồn lại run lên, mặc dù hắn rất hoài nghi giang giật lại tại lừa hắn nhưng vẫn là không thể không lập tức thần thức hướng bốn phía dò xét một lần. Tiểu tặc, ta xé ngươi, a à, không đúng, cái này hỏa diễm, Lão tổ thần thức dùng tốc độ khủng khiếp quét một lần, xác định phụ cận không ai về sau, lập tức nổi giận, nhưng ở hắn đang chuẩn bị phóng thích cường đại lúc công kích, hắn đột nhiên phát hiện vấn đề, lần này hỏa diễm cùng ban đầu hỏa diễm không giống bởi vì lần này nhiệt độ cao rất rất nhiều, trên người hắn đều có lửa dấu hiệu. Trốn, trên người hắn bộc phát khí thế cường đại, trong tay một chiếc nhẫn phát sáng lên, một cái nho nhỏ khiên tròn xuất hiện, hắn đem khiên tròn hướng đỉnh đầu ném một cái, thân thể hướng phía dưới bằng nhanh nhất tốc độ mà đi. Ông khiên tròn bên trên kim quang lóng lánh, nhanh chóng biến lớn, thoáng cái che đậy nửa bầu trời, đem biển lửa hoàn toàn ngăn lại. Phòng Ngự Thánh Khí, đáng tiếc, Giang giật âm thầm thở dài, Thánh khí tại đại lục quá ít quá ít, loại hình phòng ngự thánh khí càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Thanh Long Hoàng triều đã từng thống trị mảnh này đại lục gần vạn năm, Lăng Gia lão tổ có được phòng ngự thánh khí cũng không đủ là lạ. Tốt bao nhiêu cơ hội a, à? giống như Lăng Gia lão tổ không có phòng ngự thánh khí, vừa rồi không nói tiêu chết hắn ít nhất cũng sẽ để hắn thụ thương, một khi thụ thương thực lực sẽ đại giảm, giang giật cũng sẽ có cơ hội chém giết hắn. Đi, phía dưới U Minh quỷ hỏa ngay tại thiêu đốt kia thánh khí cự thuẫn, xem tình huống còn có cơ hội phá mất cái này phòng ngự thánh khí, nhưng giang giật lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất, giờ phút này còn không đi, hắn đem rốt cuộc không có có cơ hội đào tẩu. Giang Tiểu Nô không có ở lăng gia lão tổ trong tay, hắn cũng yên tâm. Hắn đào tẩu, lăng gia lão tổ khẳng định hội đuổi giết hắn, giang tiểu nô mấy người cũng hội càng thêm an toàn suy suy u minh quỷ hỏa quả nhiên bá đạo kia phòng ngự thánh khí bị quỷ hỏa thiêu đốt phía trên kim quang nhanh chóng trở nên ảm đạm cũng bắt đầu vội vã kịch biến nhỏ cuối cùng hóa thành một cái tấm chắn nhỏ ngã xuống khỏi đi triệt để bị thiêu hủy còn lại quỷ hỏa cùng cửu thiên long viêm tiếp tục hướng phía dưới gào thét mà đi có cái này tấm chắn ngăn cản một lát lăng ra lão tổ nhẹ nhõm trốn mặc dù như thế kinh khủng nhiệt độ cao vẫn là đem toàn thân hắn áo bảo cùng râu tóc bốc cháy lên hắn nổi giận trực tiếp dùng nguyên lực đem áo bảo chấn vỡ, nhanh chóng đem đầu tóc cùng dâu Ria bên trên hỏa diễm dập tắt, mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng làm đến chật vật không chịu nổi. Giang giật, bản đế không giết ngươi, thề không làm người. Hắn sờ lên còn tại bốc khói đầu, cùng trụi lủi dâu Ria lông mày, trái đen mặt cùng thân thể, nổi giận hét lớn một tiếng. Hắn không có lấy ra thanh thủy thanh tẩy thân thể, theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một kiện màu vàng long bảo trực tiếp mặc lên, hai chân trên mặt đất đạp một cái, dẫn tới mặt đất sụp đổ hắn thân thể cũng hướng giang giật đào tẩu phương hướng mà đi giang giật là hướng vùng đông nam bay đi hắn chuẩn bị xông vào trong biển rộng hắn giờ phút này nội tâm có loại xúc động cho dù chết hắn cũng muốn kéo lấy lăng gia lão tổ cùng chết trong biển rộng có kinh khủng hải yêu coi như vu thần năm đó cũng không dám sông loạn giang giật tốc độ so ra kém lăng gia lão tổ sở dĩ hắn sớm muộn sẽ bị đuổi kịp không thể trốn đi đâu được hắn bỏ lỡ lớn nhất cơ hội không có cách nào chém giết lăng gia lão tổ hắn chỉ có mang theo lăng gia lão tổ đi biển sâu dẫn tới cường đại yêu vương yêu đế kéo lấy lăng gia lão tổ cùng chết đục nước béo cò trong lòng của hắn rất rõ ràng không có ngoại lực trợ giúp hắn là không có cơ hội đốt giết lão tổ đi biển sâu hắn còn có một chút hy vọng sống hắn so lăng gia lão tổ sớm một bước thoát đi tăng thêm lăng gia lão tổ nhào diệt hỏa diễm thay quần áo mặc dù chỉ có ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian nhưng song phương tốc độ đều rất nhanh, sở dĩ lăng ra lão tổ muốn thời gian ngắn đuổi kịp hắn là không thể nào. Hai người vừa rồi vị trí khu vực đã tại hạ vũ thành phương Nam, tiếp cận Nam Hải rất gần, chỉ là 10 cái thuấn di, giang giật đã có thể xa xa nhìn thấy xa xa biển rộng. Biển cả một mảnh xanh thẳm, hải thiên một màu, rộng lớn bát ngát, từ từ hải gió thổi tới, để rất là mệt mỏi giang giật tinh thần chấn động. Đây là hắn lần thứ ba ra hải, lần thứ nhất hắn đi tinh vẫn đảo, cha tìm mẹ hắn thân tin tức lần thứ hai hắn đi tây hải tìm kiếm huyền phong kết quả bị người thiết kế hại suýt nữa bị ma tinh đằng đánh giết hồi tưởng lại cái kia kinh khủng thế giới dưới lòng đất giờ phút này hắn còn lòng còn sợ hãi lòng đất thế giới ma tinh đằng nghĩ tới đây hắn đột nhiên nội tâm khẽ động ma tinh đằng rất lợi hại yêu hậu cũng không là đối thủ giống như hắn có thể đem lăng gia lão tổ dẫn dắt đi tây hải đến lúc đó mượn nhờ ma tinh đằng chi lực đây không phải là có thể nhẹ nhõm giết chết lăng gia lão tổ sao không không đúng, Giang giật rất nhanh lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này. Hắn giờ khắc này ở Đại Hạ Quốc Nam Hải, tại Đại Lục vùng Đông Nam, muốn đi Tây Hải, còn được vòng qua một cái thiên huyền quốc hải vực, coi như hắn liên tục không ngừng thuấn di, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Đừng nói phía sau có một cái lăng gia lão tổ, coi như không có người đuổi giết hắn, liên tục một tháng thuấn di, hắn khẳng định hội hôn mê ở nửa đường, bị hải yêu nuốt. Tây Hải không thể đi, vậy liền đi Đông Hải. Giang giật lần nữa linh cơ khẽ động, trên mặt lộ ra một tia kiên định, không có cách nào đi Tây Hải, hắn có thể đi Đông Hải, đi. Tử vong chi hải, tử vong chi hải bên trong cũng có cùng loại ma tinh đằng hắc đằng, tử vong chi hải bên trong còn có một cái thần bí vòng bảo hộ, trong hộ cháo có một cỗ cổ quan, còn có một cái trần trụi thiếu nữ. Thủy U Lan đã từng dò xét qua tử vong chi hải, nhưng nàng đều không dám vào nhập, sau khi trở về còn khuyên bảo Thủy Nguyệt Quan con em, tuyệt đối không thể tới gần tử vong chi hải. Thủy U Lan thực lực cùng lăng ra lão tổ là một cái cấp bậc, sở dĩ lão tổ đi tử vong chi hải, không nhất định có thể còn sống trở về. Trọng yếu nhất chính là, tử vong chi hải mới xuất hiện một hai năm, ngoại trừ tinh vẫn đảo, Bắc Lương Quốc, thần võ quốc đại gia tộc bên ngoài, những người còn lại cũng không hiểu biết. lang gia lão tổ trước đó một mực tại bế quan, bị yêu hậu trọng thương sau cũng tại chữa thương, đoán chừng gần nhất mới ra ngoài, nói không chừng rất có thể không biết tử vong chi hải. Còn có giang giật đã có thể sử dụng cửu thiên long viêm bước lui ma tinh đằng, vậy hắn rất có thể vận dụng u minh quỷ hỏa thiêu hủy tử vong chi hải hắc đằng hắn đi tử vong chi hải có thể sống được tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều hết thảy hết thảy đều đáng giá giang giật đi đánh cược một lần đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống mang theo lăng gia lão tổ đi tử vong chi hải dù sao bên này khoảng cách tử vong chi hải cũng có rất dài một đoạn khoảng cách coi như hắn liên tục thuấn di cũng muốn chừng 10 ngày liều mạng đi giang giật cưỡng ép chấn tác tinh thần nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng hải vực thuấn di mà đi lóe lên lóe lên, rất nhanh biến mất tại biển rộng minh mông bên trong. Hừ, không lâu lắm, một đạo thân ảnh màu vàng bay vụt mà đến, lăng ra lão tổ toàn thân dâu tóc bị đốt cháy, trên mặt cũng một mảnh cháy đen, để hắn nhìn rất là quái dị. Hắn trong tầm mắt mặc dù đã mất đi giang giật bóng dáng, nhưng hắn có thể từ không chung còn sót lại khí tức, phán đoán giang giật đào tẩu phương hướng. Hắn con người nhất chuyển rất mau cùng lấy hướng phía đông bắc đuổi theo, giờ phút này hắn đối giang giật có chút nửa tin nửa ngờ, Bất quá coi như giang giật nói là sự thật, hắn cũng không có ý định hồi trở lại thiên tinh thành. Giống như yêu hậu thật đi thiên tinh thành, hắn trở về ngoại trừ chịu chết bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng, không bằng bắt sống giang giật hoặc là chém giết giang giật càng tốt hơn một chút. Nhìn qua minh mông hải vực, lăng ra lão tổ không có chút nào e ngại, ngược lại một đường cười lạnh quát khẽ, muốn tiến vào biển sâu, đục nước béo có tiểu tử, lão tổ lần này cần là cho ngươi chạy trốn, cái này mấy trăm năm tự sống vô dụng rồi chương 479, sau cùng át chủ bài. Cái gì lão tổ cùng giang giật đều mất tích, hạ vũ thành đại chiến đã qua 5 ngày, vài quốc gia trinh sát cùng xếp vào tại đại hạ quốc gian tế, một lần một lần dò xét, nhưng hồi báo đi lên tin tức, lại làm cho lăng tuyết tiêu long vương bọn người tâm tình chìm đến đáy cốc. Đại hạ quốc nhất Nam Bộ có một cái cửa đại sơn mạch bên trong, phát hiện kịch liệt chiến đấu vết tích, rất nhiều dãy núi bị chỉ một cái đánh nát, còn có một mảng lớn sơn lâm bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, Đủ loại vết tích cho thấy Lão Tổ cùng Giang Giật từng tại cái này phát sinh ác chiến, nhưng vì sao hai người đều không thấy bóng dáng? Giang Giật một người tại Hạ Vũ Thành bên ngoài, lực chiến bốn tên kim cương Chí cường giả, cuối cùng diệt sát ba người, dọa lui tiêu Long Vương cùng sát đế, lệnh làm thiên hạ chấn động, ngũ đại thế lực cuối cùng đều đem hy vọng đặt ở Lăng Gia Lão Tổ trên thân. Kết quả, Lăng Gia Lão Tổ cùng Giang Giật tại Đại Hạ Quốc phương Nam đại chiến, song song mất tích. Người nói mọi người làm sao không trong lòng run sợ lăng ra lão tổ kim cương đỉnh phong thực lực, thế mà cùng giang giật đại chiến lâu như vậy cuối cùng vẫn không có thể chém giết giang giật. Chẳng lẽ giang giật chiến lực đã cùng lão tổ ngang hàng hay là hắn đem lăng ra lão tổ đốt thành bột mịn giờ phút này chính lặn thân ở nào đó một chỗ, mưu đồ diệt sát sở hữu cửu địch, nhất thống đại lục đại sự. Giang giật một mực suốt quỷ nhập thần, nếu như là lăng ra lão tổ thắng, đoán chừng sẽ lập tức truyền khắp thiên hạ, ổn định quân tâm, coi như hắn bản thân bị trọng thương, cũng sẽ làm người ta truyền cái tin tức trở về. Giờ phút này ảnh tin tức hoàn toàn không có, làm sao không cho trong mọi người lòng thấp thỏm. Thánh nữ, người nói hai người bọn họ đi đâu? U Minh cửu uyên phía dưới, lỗ trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua cơ thính vũ. Giang giật lại một lần để bọn hắn thay đổi cách nhìn, vừa mới qua đi bao lâu Giang giật có thể cùng lăng ra lão tổ đại chiến nếu không phải cơ thính vũ bố cục để yêu hậu rời đi, đồng thời lực áp thủy U Lan cùng lão hòa thượng, sợ là ba năm kỳ đầy đại lục rốt cuộc không người có thể áp chế giang giật có thể đi cái nào nam hải hoặc là đông hải thôi cơ thính vũ ngay tại đọc qua trinh sát bọn họ truyền về tình báo mỗi một cái tin tức đều muốn suy nghĩ thật lâu trên mặt một mực phong khinh vân đạc khóe miệng còn ngậm lấy cười nhạt ý nàng khoát tay áo nói lỗ trưởng lão đừng lo lắng giang giật không phải lăng ra lão tổ đối thủ a à, lỗ trưởng lão đôi mắt sáng lên khẩn trương hỏi thánh nữ cớ gì nói ra lời ấy còn có người làm sao kết luận bọn hắn ra hải trong nước đều là cường đại hải yêu chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm cái chết ha ha cơ thính vũ không có giải thích khẽ cười một tiếng tiếp tục tìm đọc tư liệu sau một hồi lâu mới hỏi từng trưởng lão ở đâu lỗ trưởng lão chắp tay nói đã đến quảng hàn băng nguyên còn có một ngày nên trở về thánh nữ tính toán không bỏ sót lão tăng đã đắc thủ ừm cơ thính vũ nhàn nhạt gật đầu lại hỏi tổng điện chủ còn bao lâu trở về Lỗ trưởng lão tính toán thời gian một chút nói, chậm nhất nửa tháng đi. Tốt, cơ thính vũ đứng lên, nhàn nhạt cười nói, không sao, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, giang giật coi như lần này không chết, cũng đập không ra lòng bàn tay của ta, lỗ trưởng lão ngươi an tâm đi về nghỉ ngươi đi. Hưu, đông hải trên không, một cái to lớn cự thú gào thét mà đi, cái này cự thú trên người có đỏ vàng sắc lưu quang, thoạt nhìn như là có nham tương tại trong da lưu truyền, cái đuôi cùng trên đầu độc giác càng giống hai đoàn khiêu động hỏa diễm cự thú trên lưng ngồi một cái thanh bào thiếu niên thiếu niên mái tóc màu đỏ thổi đến bay phất phới xếp bằng ở cự thú trên lưng nhắm lại đôi mắt cái này cự thú trên thân thể còn có một số rất rõ ràng vết sẹo bất quá đã phải đoán chừng khôi phục bảy tám phần hưu đột nhiên nơi xa một điểm đen cấp tốc bay tới điểm đen tốc độ so cự thú nhanh hơn rất nhiều không ngừng rút ngắn khoảng cách kia lũng lớn uy áp tựa như núi cao đè xuống để cự thú tốc độ suy giảm sốt cục vẫn là đuổi tới Ngồi tại cửa thú trên lưng thiếu niên mở to mắt, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, chỉ là qua năm ngày, lăng ra lão tổ tự đuổi theo, đây là hắn đem siêm y của mình xé rách thành mười mấy phân, phân biệt để mười mấy con hải yêu mang theo chạy loạn kết cục. Giang giật xác định hướng tử vong chi hải sau khi đi, một đường đều đang nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, Tỷ như thuấn di đi trong biển, che giấu mình khí tức, tỉ như theo càn khôn điện bên trong lấy ra một chút hải yêu, để bọn chúng mang theo y phục của mình, lông tóc, thậm chí huyết nhục hướng bốn phương tám hướng bôn tẩu. hắn ý đồ thoát khỏi lăng gia lão tổ truy tung, lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại. đương nhiên nội tâm của hắn cũng hy vọng lăng gia lão tổ đuổi theo, bằng không hắn tự không có cách nào mang theo hắn đi tử vong chi hải. đáng tiếc nếu là hắn lại chế mấy ngày đuổi theo tự hoàn mỹ, nơi này cách khai tử vong chi hải còn có bốn năm ngày lộ trình. Ha ha ha, tiểu tử! người điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ há có thể giấu giếm được bản đế chuẩn bị nhận lấy cái chết. Lăng gia lão tổ mang theo bế nghệ vô song khí thế cuồng lướt mà đến, hai tay cách không loạn điểm, từng đạo chỉ phong mang theo hạo nhiên hoàng khí phá không mà đến, phong kín nhai tí thú tránh né sở hữu phương vị. Ngao ngao, nhai tí thú cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, không còn chạy trốn, ngược lại quay đầu độc giác sáng lên óng ánh quang mang, chuẩn bị phóng thích yêu thuật ngăn cản lăng gia lão tổ công kích. Yêu vương, người trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Giang giật phung tay lên, trong tay càn khôn điện sáng lên, nhai tí thú bất đắc dĩ hóa thành một cái bóng mở biến mất tại càn khôn điện bên trong. Giang giật đưa tay đánh ra một mảnh biển lửa, thân thể lập tức vấn di, bằng không hắn sẽ bị đế vương chỉ một cái bắn thành bột mịn. Hừ, còn có thể trốn, lăng ra lão tổ không còn bảo trì thực lực, tốc độ phi hành thoáng cái để thăng lên, lướt qua một đạo đường cong sông vào phía dưới trong hải vực, né qua trên không biển lửa, thoáng cái lại chui ra, hướng phía trước vừa mới ngưng tụ ra thân thể giang giật phóng đi. Ngoá, lão tổ liều mạng rút ngắn khoảng cách, giang giật thoáng cái cảm nhận được áp lực, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa đánh ra một mảnh biển lửa, đồng thời hỏa linh châu sáng lên, bắn ra một đoàn u minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa nhiệt độ so cửu thiên long viêm cao nhiều lắm, cứ việc giờ khắc này ở hải vực phía trên ngàn trượng, nhưng phía dưới nước biển lại sôi trào lên, toát ra một mảnh cuồn cuộn bạch khí. Ừ, lang gia lão tổ lần này không dám phất lờ, lui trước một khoảng cách tại tiếp tục vòng qua biển lửa truy sát hắn còn cũng không tin giang giật có được vô cùng vô tận quỷ hỏa chỉ cần cho hắn rút ngắn mấy trăm trượng khoảng cách hắn có lòng tin một chiêu diệt sát giang giật lần lượt rút ngắn khoảng cách lần lượt bị giang giật u minh quỷ hỏa bước lui cứ như vậy rằng có lớn nửa ngày thời gian giang giật nhức cả trứng hắn hỏa linh châu bên trong u minh quỷ hỏa mặc dù không ít nhưng như thế tiêu hao xuống dưới sợ là trèo trống không được năm ngày a à. hừ tiểu tặc nhận lấy cái chết, không gian chấn động. Một giây sau, Giang giật không cần cân nhắc những vấn đề này, bởi vì lăng ra lão tổ đi qua lớn nửa ngày quan sát, rốt cuộc quyết định động sát chiêu, hắn né qua Giang giật một lần hỏa diễm công kích về sau, đột nhiên đánh ra một trường, một trường này đánh ra sau nhìn lên không có bất kỳ cái gì lực sát thương, Giang giật nội tâm cũng không có cảm nhận được có chí mạng nguy cơ, nhưng hắn xem xét hậu phương không gian sau lập tức sắc mặt đại biến. Ông, cũng như bình tĩnh hồ giọt nước rơi xuống giọt giọt nước mưa, không gian đột ngột tạo nên đạo đạo liên y, mà cái này liên y giao nhau chạm vào nhau, rất nhanh chấn động, tiếp lấy toàn bộ phương viên mấy ngàn trượng không gian chấn động không ngớt. Giang giật vốn định thuấn di, lại phát hiện căn bản là không có cách thuấn di, giống như cưỡng ép thuấn di, hắn tuyệt đối sẽ bị bóp méo không gian chi lực xoắn thành bột mịn. Cái này không gian chấn động đạo văn công kích, Giang giật đã từng thấy qua, Hạ Đình Uy cũng biết. Lăng gia lão tổ vẫn không dùng tới đạo văn công kích, không nghĩ tới hắn cảm mộ cũng là thiên địa đạo văn một trong không gian đạo văn không minh mà thôi nhất minh kinh nhân a à. lang gia lão tổ quá biết ẩn nhẫn không có thăm dò địch nhân nội tình trước tuyệt không vận dụng sát chiêu không lộ ra chính mình át chủ bài một khi vận dụng lời nói đây tuyệt đối là tất sát ai không có biện pháp chỉ có thể vận dụng sau cùng át chủ bài giang giật cắn răng càn khôn điện bên trong sáng lên một tòa bạch ngọc cung điện bắn ra lớn lên theo gió rất nhanh hóa thành một tòa cự đại cung điện, rõ ràng là yêu hậu đế cung. Cắt cắt chương 480, xem ta chơi như thế nào chết ngươi. Yêu hậu đế cung, Giang giật rất sớm đã luyện hóa, nhưng chưa từng dùng qua, hắn đem cái này xem như át chủ bài. Át chủ bài tự nhiên không thể tùy ý dùng, đây là thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng. Giờ phút này không gian bị chấn động, hắn không cách nào thuấn di, đối mặt vẫn là kim cương cường giả tối đỉnh, hắn hoàn toàn không thể đối đầu trí cường giả, hắn tự nhiên muốn dùng sau cùng át chủ bài ông đế cung không tính quá lớn cũng không tính quá nhỏ không sai biệt lắm phương viên khoảng trăm trượng đế cung vừa ra giữa không trung lần nữa gây nên không gian chấn động giang giật thân thể lóe lên sông vào đế cung đại môn đi vào lập tức khống chế đại môn quan bế toàn bộ đế cung rất nhanh tản mát ra thần thánh bạch sắc quang mang a à, lang gia lão tổ mà đến bị cái này đế cung hù dọa hắn xa xa vây quanh đế cung dạo qua một vòng sau đó đột nhiên đánh ra chỉ một cái cái này chỉ phong so trước kia lớn gấp đôi những nơi đi qua không gian đều xuất hiện nhỏ bé khe hở rất là kinh khủng ầm um, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến tựa như một cái thạch đầu đánh vào trên vách đá đế cung tại thời khắc này quang mang vạn trượt, phóng xuất ra khổng lồ uy áp cái này uy áp đều để lăng ra lão tổ cảm giác được có chút khí muộn càng làm cho hắn ngạc nhiên là kia đế cung không có nửa điểm hư hao quang mang lóe lên sau lại khôi phục bình thường cái này cái này chẳng lẽ là thần khí trong truyền thuyết không không có khả năng. Thiên tinh giới làm sao lại xuất hiện thần khí đây cũng là siêu thánh khí. Lăng gia lão tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rất nhanh đôi mắt tinh mang tăng vọt, đều là tham lam. Như thế bảo vật, toàn bộ thiên tinh giới đều không có mấy món, giống như hắn đạt được bảo vật này, coi như thiên quân cường giả cũng nại hắn không gì. Đồ tốt a, đây tuyệt đối không phải thánh khí, chẳng lẽ là thiên hồ đại lục bên kia trí bảo. Giang giật người tại đế cung trong một cái phòng, cũng một mặt ngạc nhiên trong phòng kia có một cái to bằng đầu người thủy tinh cầu, mà trong thủy tinh cầu có từng bức họa, chính là đế cung bên ngoài tràng cảnh. Đây là đế cung khống chế cơ quan, giang giật thông qua thủy tinh cầu có thể thấy rõ lăng gia lão tổ không ngừng công kích đế cung. Bất quá vô luận hắn làm sao công kích, đế cung ngoại trừ phát ra một đạo chướng mắt quang mang bên ngoài, liền một tia chấn động đều không có, lực phòng ngự dị thường cường đại. Yêu hậu nói cái này đế cung có thể ngăn cản kim cương cường giả tối đỉnh 10 ngày 10 đêm công kích, xác thực không phải nói ngoa. Giang giật âm thầm cảm khái, không bằng hắn không dám tiếp tục để lăng ra lão tổ công kích đến đi. Hắn luyện hóa đế cung, đối đế cung cái này trí bảo có sự hiểu biết nhất định. Bảo vật này bên trong có một cái cường đại cấm chế, bình thường có thể tự động hấp thu giữa thiên địa nguyên khí tồn trữ tại trong thủy tinh cầu. Nhưng cái này thủy tinh cầu chứa đựng năng lượng là có hạn, giờ phút này mỗi lần ngăn cản một lần công kích, đều sẽ tiêu hao một chút năng lượng, chờ năng lượng hao hết, cái này đế cung tự tự sụp đổ. Sở dĩ hắn rất nhanh làm ra quyết định, một tay tại thủy tinh cầu vỗ một cái toàn bộ đế cung chấn động bắt đầu hướng phương bắc bay đi đế cung tốc độ phi hành không nhanh không chậm không sai biệt lắm cũng chính là kim cương nhất trọng cường giả tốc độ hừ còn muốn trốn lang gia lão tổ cười lạnh hai tiếng thân thể hóa thành lưu quang nhanh chóng đuổi kịp không ngừng bắn ra chỉ phong đây là hắn bình thường nhất công kích tự cùng giang giật bổ ra hỏa long kiếm công kích này không hao phí quá nhiều nguyên lực cùng tinh lực hắn cũng căn bản không tin tưởng cái này đế cung hội công bất phá lui một vạn bước nói coi như trong thời gian ngắn công không phá được giang giật có thể bỏ chạy cái nào hắn dám đi biển sâu dùng yêu đế thực lực một kích là có thể đem cái này đế cung cho oanh phá giống như tại thiên tinh đại lục đi dạo giang giật có thể bỏ chạy cái nào lại cường đại bảo vật coi như thiên tinh thành cấm chế vòng bảo hộ chỉ cần không ngừng công kích đều có thể oanh phá chớ nói chi là cái này nho nhỏ đế cung kết quả là đông hải bên trên xuất hiện tình cảnh như vậy một tòa xinh đẹp cung điện ở giữa không chung nhanh chóng phi hành đằng sau đi theo một người mặc hoàng bào lão giả không ngừng đối cung điện công kích cung điện kia quang mang lấp lánh không ngớt lại một chút việc đều không có một ngày hai ngày ba ngày mà lấy lăng ra lão tổ thực lực cũng tinh thần mệt mỏi liên tục ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ công kích nguyên lực tiêu hao là chuyện nhỏ liên tục không ngừng lặp lại một sự kiện còn không có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi này lại làm người ta dị thường mỏi mệt cùng chết lặng cũng nhanh phá a à, nghĩ đến oanh phá đế cùng vòng bảo hộ cái này siêu thánh khí là thuộc về hắn, lăng ra lão tổ cắn răng cưỡng ép tỉnh lại, tiếp tục công kích. Hắn không thể không giữ vững tinh thần, phải biết giang giật thế nhưng là có một loại rất lợi hại quỷ hỏa, sợ ý một chút, trộm của hắn tập, vậy sẽ hình thần câu diệt. Sở dĩ hắn không dám khoảng cách đế cung quá gần, từ đầu tới cuối duy trì ngàn trượng khoảng cách, mà đế cung tại hai ngày trước phi hành phương vị bắt đầu biến ảo, không còn là đơn nhất thẳng tắp, mà là cong vẹo, chợt cao chợt thấp sở dĩ lăng gia lão tổ không thể không tốn hao càng nhiều tinh lực đi khóa chặt đế cung phán đoán đế cung phi hành quỹ tích cam đoan mỗi một lần công kích đều nện ở đế cung phía trên hắc hắc lão quỷ xem ta chơi như thế nào chết ngươi giang giật nhàn nhã ngồi tại đế cung bên trong hắn có thể tinh tường dò xét đến đế cung bên trong năng lượng còn lại bao nhiêu sở dĩ cũng không lo lắng hội trong thời gian ngắn sẽ bị lăng gia lão tổ công phá cái này một hai ngày đến hắn không ngừng khống chế đế cung bay lên bay xuống liền là để lão tổ mệt dùng ứng phó, tâm lực lao lực quá độ. Rời đi tử vong chi hải không xa, theo tính toán hẳn là nhiều nhất một ngày rưỡi liền có thể đuổi tới, giang giật cũng bắt đầu hành động. Hưu, đế cung đột nhiên hướng phía dưới mặt biển bên trong thẳng tắp hạ xuống, để lăng ra lão tổ tinh thần chấn động, giang giật cái này mấy ngày chưa từng để đế cung tiến vào trong nước, đột nhiên xuống biển, chẳng lẽ là năng lượng không nhiều lắm sao? Đối với hắn loại này cấp bậc võ giả tới nói, ở trong biển cùng không chung căn bản không có gì khác biệt, hắn nhẹ nhõm có thể ấm ức 10 ngày nửa tháng, sở dĩ hắn rất mau cùng theo mà đi, hai tay chỉ phong loạn xạ, tăng nhanh tốc độ công kích. Xoạt, đế cung rơi vào dưới biển, nổ lên ngàn tầng sóng biển, rất nhanh chui vào trong nước, hướng dưới đáy biển rơi mà đi. Kề bên này hải vực không tính thâm hải khu vực, thú chiều mới trôi qua không bao lâu, phía dưới hải yêu ít đến thương cảm. Nhưng thiếu về thiếu, vẫn phải có, những cái kia hải yêu nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đột nhiên rất xuống, bản năng giật mình, sau đó nhìn thấy mà xuống lăng ra lão tổ lại lập tức nổi giận, điên cuồng hướng lão tổ phóng đi. Nhân tộc cùng yêu tộc trời sinh đối lập, mà cấp thấp yêu thú cùng hải yêu gần như không có linh trí, gặp được nhân loại cũng mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, trực tiếp đi lên công kích. Hừ, lăng ra lão tổ thầm hừ một tiếng, những này cấp thấp hải yêu đối với hắn mà nói, căn bản không có áp lực, trên người hắn đế vương chân ý phóng thích, nhẹ nhóm chân áp hải yêu, để bọn chúng không dám tới gần. Vấn đề ngay tại cái này cái này đế vương trấn áp cùng sát lục chân ý đồng dạng, phóng thích lúc sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng tiếp tục quá lâu, sẽ luôn để cho thân thể cùng tinh thần không ngừng hư nhược. Ngay từ đầu lăng ra lão tổ còn không có để ý, nhưng ở đáy biển truy kích đế cung lớn nửa ngày về sau, liên tục thả ra lớn nửa ngày đế vương chân áp, để vốn là rất mệt mỏi hắn, càng thêm mệt mỏi. Người đều là nhục trường, không luân hắn lại như thế nào cường đại, dù sao vẫn cần nghỉ ngơi, cần ăn cơm bổ sung năng lượng. Tinh thần liên tục cường độ cao khẩn trương, sẽ để cho tinh thần chậm rãi mỏi mệt suy yếu, lăng gia lão tổ hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nhưng đã đến loại trình độ này, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục công kích, còn muốn không ngừng phóng thích đế vương chân ý chân áp hải yêu, nếu không bốn phía hải yêu vây công mà đến, hắn hội phiền toái hơn. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, giang giật hạ dưới biển vạn trượng chi sâu, ngoại trừ đế cung tán phát sáng ngời. Cùng lăng ra lão tổ bắn ra chỉ phong điểm này hào quang nhỏ yếu bên ngoài, bốn phía đen kịt một màu. Lăng gia lão tổ bị lượn quanh choáng, căn bản không biết đến phương nào rồi, chỉ biết là chết lặng máy móc truy kích lấy di động tứ xứ đế cung, giống như giờ phút này giang giật đem hắn mang đến thâm hải khu vực, đoán chừng hắn đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắc hắc, không sai biệt lắm, lão quỷ, chúc ngươi may mắn, giang giật không có mang theo lăng gia lão tổ đi biển sâu, trên thực tế. Một ngày dưới trước hắn đã đến tử vong chi hải phụ cận, nhưng hắn sợ lăng gia lão tổ phát giác, sở dĩ mạnh mẽ mang theo quanh hắn lấy tử vong Tri hải, lần nữa lượn quanh một ngày rưỡi, để tinh thần hắn mỏi mệt đến cực hạn, lúc này mới lặng yên vô tức mang theo hắn tiến vào tử vong chi hải. Suy suy, mới vừa tiến vào tử vong chi hải không bao xa, những cái kia màu đen trường đằng không để cho Giang giật thất vọng, thoáng cái sông tới mười mấy đầu, hơn phân nửa hải đằng hướng đế cung cuốn tới, còn lại ba bốn đầu hướng lăng ra lão tổ quấn đi. chương 481, thiếu niên này lại tới. Thứ gì, lăng gia lão tổ phát hiện mấy cây hắc đằng, hắn bắt đầu cũng không thèm để ý, tưởng rằng hải đăng loại hình mỹ linh, cái này mỹ linh không có linh hồn không bị hắn đế vương chân ý chân áp cũng rất bình thường. Sở dĩ hắn chỉ là tiện tay bắn ra ba đạo chỉ phong, hướng ba cái hắc đằng đánh tới. Chanh chanh, để hắn có chút kinh ngạc là, hắn có thể đánh nát ba tòa đại sơn chỉ phong bắn tại hắc đằng bên trên, lại không có chặt đứt hắc đằng, chỉ là phát ra một chút trầm muộn tiếng và đập, đem ba cái hắc đằng rung ra đi trăm trượng khoảng cách. Cái này hắc đằng càng như thế cứng rắn, Lăng gia lão tổ âm thầm giật mình, cũng không có quá để ý, hắn còn có càng nhiều cường đại thần thông, lui một vạn bước nói, coi như chém không đứt lại như thế nào hắn có thể nhẹ nhõm đem hắc đằng đẩy ra, không cho bọn chúng tới gần. Cái này đế cung thế mà bị lôi kéo chạy, hắn nhìn thấy đế cung bị cuốn lấy hướng phía dưới kéo đi có chút xoắn suýt, hắn trần chờ một lát, lập tức đi theo hướng phía dưới vọt tới, cái này hắc đằng mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng vẻn vẹn có chút phiền phức mà thôi. Ông! Trong tay hắn cổ thần nguyên giới sáng lên, một cái màu đen xinh đẹp trường kiếm xuất hiện, đối kia ba cái hắc đằng đột nhiên bổ tới. Thương thương thương, từng đạo tiếng vang nặng nề lóe sáng, bốn phía nước biển mãnh liệt dâng trào, lăn lộn không ngớt, kia ba cái hắc đằng không ngừng bị đẩy ra. Không thể không nói lăng gia lão tổ thực lực quá mạnh mẽ, như thế cường đại hắc đằng đều có thể nhẹ nhõm đẩy ra, năm đó giang giật đối mặt hắc đằng thế nhưng là thuốc thủ vô sách ha. Cái này lão tổ thực lực như vậy cường đại hắc đằng đều nại hắn không gì giang giật thần thức có thể theo đế cung bên trong nhô ra đến hắn có thể rõ ràng dò xét đến lăng gia lão tổ như một đầu trong nước giao long nhẹ nhõm đem ba cái hải đằng đẩy ra nhanh chóng hướng đế cung đuổi theo nguyên bản hắn coi là hải đằng có thể đơn giản cuốn lấy hắn đến lúc đó hắn lại đột hạ sát thủ vận dụng quỷ hỏa đem hắn đốt giết giờ phút này nội tâm lại có chút thấp thỏm phải biết phía dưới cái kia nữ thi thế nhưng là dị thường kinh khủng cũng đừng lăng gia lão tổ không có việc gì hắn ngược lại bị diệt sát nhưng giờ này khác này có thể làm sao? Hắn chỉ có cắn răng, trơ mắt nhìn xem hải đằng đem đế cung cuốn lấy hướng phía dưới kéo đi, đế cung là loại hình phòng ngự trí bảo, nhưng không có một điểm lực công kích. Hắn muốn thoát thân, chỉ có thu hồi đế cung dựa vào chính mình tháo chạy, bốn phía đều là hắc đằng, hắn khẳng định không cách nào thuấn di, sự tình sẽ càng hỏng bét. Vù vù, lang ra lão tổ như dao long phóng tới, một cái tay vung vẩy thánh khí trường kiếm đem đến gần hắc đằng không ngừng đẩy ra. Một cái tay không ngừng bắn ra chỉ phong công kích tại đế cung phía trên, Tiêu hao đế cung năng lượng. Mua dây buộc mình a, à, sớm biết không bằng mang theo hắn đi biển sâu, nói không chừng có thể tao ngộ một cái yêu đế nhẹ nhõm đem lăng ra lão quỷ tiêu diệt. Giang giật âm thầm kêu khổ, đế cung đã hạ dưới biển mấy vạn trượng khoảng cách, phía dưới có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng, hắn chỉ có thể thu hồi suy nghĩ, thần thức hướng phía dưới tìm kiếm. Đáy biển chỗ sâu nhất, một cái vòng bảo hộ tản ra ánh sáng nhu hòa, tựa như một cái dạ minh châu an tĩnh nằm tại đáy biển, bốn phía đen kịt một màu không có một cái hải yêu, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Trong hộ cháo, kia cổ quan vẫn như cũ lơ lửng tại vòng bảo hộ không chung, trong cổ quan một cái thiếu nữ tóc tím toàn thân trần trụi an tĩnh nằm tại trong cổ quan, trên người nàng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, tựa như một cái bị băng phong ngủ mỹ nhân, hay là một cỗ ngàn năm diễm thi. Thiếu nữ rất đẹp, một đầu nhu thuận tóc tím, ngũ quan tinh xảo nhưng so sánh tô như tuyết, dáng người linh lung tinh tế, đường cong mê người, làn da thổi qua liền phá, có thể làm thiên hạ nam tử mê muội, liền xem như một cỗ thi thể cũng đồng dạng làm lòng người động. A, à, đúng lúc này, thi thể này đột nhiên động, để cho người ta kinh dị là trên người nàng đồng dạng không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, chỉ là đôi mắt có chút mở ra. Nàng đôi trong mắt kia dị thường xinh đẹp, thâm thúy như tinh thần đại hải, tựa hồ bất cứ chuyện gì đều có thể xem thấu. Nàng hướng lên trên mặt sơn Hắc Hải vực nhìn thoáng qua, bờ môi hơi động một chút, phát ra một tiếng nói mớ, thiếu niên này lại tới a. À hắn tại sao có thể có thiên hồ nhất tộc đế cung A, khó trách chạy nơi này tới, nguyên lai là bị người đuổi giết A. Thiếu nữ phát ra một tiếng nói mớ về sau, miệng liền khép lại, con mắt cũng nhắm lại, lại biến thành một cỗ nữ thi, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh. Oanh, rất nhanh đế cung bị kéo xuống, rơi vào vòng bảo hộ bên trong, đem cổ quan bên trái hải cốt đạp nát một mảnh, cũng dẫn tới mặt đất run lên. Đây, đây là, lăng ra lão tổ theo sát phía sau, hắn thân thể tại vòng bảo hộ phía trên ngàn trượng khoảng cách ngừng lại trong đôi mắt đều là chấn kinh ngạc hắn thị lực kinh khủng thật xa liền thấy phía dưới vòng bảo hộ giờ phút này có thể triệt để thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong hắn nhìn thấy một chỗ hài cốt nhìn thấy kia lơ lửng cổ quan cùng kia thiếu nữ xinh đẹp thi thể mặt già bên trên đều là kinh nghi bất định đừng nói lão tổ sợ là bất luận kẻ nào nhìn thấy giống như một màn quỷ dị đều sẽ nội tâm run dày đáy biển mười vạn trượng màu đen quái dây leo vòng bảo hộ cổ quan, hài cốt, nữ thi, hết thảy, hết thảy đều là kinh sợ như vậy, như vậy làm người ta e ngại. xuống không được đi, lăng gia lão tổ đôi mắt lấp lóe, không được lời nói, hắn tự không có cách nào đánh giết giang giật, không có cách nào đạt được đế cung, nhưng phía dưới cổ quái như vậy, lại để cho trong lòng của hắn không chắc. suy suy, hắc đằng đem đế cung kéo vào đáy biển về sau, không còn có bất luận cái gì dị động, cứ như vậy cuốn lấy đế cung. kia ba, bốn cây hắc đằng vẫn còn đang không ngừng công kích lăng gia lão tổ lão tổ rất là nhức cả trứng. Hắn chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là xuống dưới tiếp tục công kích đế cung, chờ đế cung phá vỡ lại đánh giết giang giật, thu lấy cái này trí bảo. Hoặc là lập tức rút đi, nếu không mang xuống hắn hội mỏi mệt đến cực hạn, vạn nhất xảy ra sơ hở, hắn sẽ biến thành phía dưới một cỗ hài cốt. Đi, lăng ra lão tổ nội tâm dâng lên cực độ không cam lòng, truy sát giang giật lâu như vậy, vừa đi tụ phí công nhọc sức, chẳng lẽ hắn xám xịt trở về, chờ Giang giật ẩn núp mấy năm, thực lực đạt tới thiên quân cảnh đợi thêm lấy bị giết. Không, liều mạng, lang gia lão tổ đợi không được, Giang giật quật khởi tốc độ quá nhanh, đều có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại, có được quỷ hỏa cùng thuấn di, sợ là tiêu long vương bọn người không phải đối thủ của hắn. Không thể nuôi hổ gây họa, lần này giết không được Giang giật, mặc kệ yêu hậu có phải hay không đi thiên tinh thành, thanh long hoàng triều đều sẽ bị hắn hủy diệt. Hắn quyết định về sau, trong tay công kích trở nên sắc bén, đột nhiên bổ ra mấy kiếm đem hát đằng đẩy ra về sau hắn thân thể hóa thành dao long hướng trong hộ cháo phóng đi hưu hắn nhẹ nhõm tiến vào vòng bảo hộ đi vào hắn cũng không có cảm nhận được nguy hiểm chỉ là kia ba cái hải đằng tiếp tục hướng hắn công kích mà thôi hắn yên tâm lại một cái tay đối phó hải đằng một cái tay bên trên chỉ phong loạn xạ tăng nhanh công kích đế cung tốc độ cùng cường độ một canh giờ hai canh giờ ba canh giờ đáy biển trong hộ cháo cũng không có nửa điểm dị trạng đế cung không, không ngừng bị công kích năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, giang giật xếp bằng ở đế cung bên trong sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Đế cung không động được, lão tổ rất cẩn thận, sừng sững tại trong hộ cháo phía trên nhất, rời đi đế cung có ngàn trượng khoảng cách, hắn căn bản không có cách nào đánh lén. Tiếp tục nữa đế cung năng lượng sớm muộn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Sau 4 canh giờ, trên không đen nhánh hải màn đột nhiên bị chiếu sáng, một đạo màu trắng to lớn lôi điện, như một đầu dữ tợn ngân long phá hải mà đến, bắn thẳng đến vòng bảo hộ. Rất rõ ràng hẳn là đêm xuống, Tử vong chi hải trên không hẳn là như tia chớp lôi minh, cái này cổ quan lại bắt đầu hấp thu lôi điện chi lực. Xuy suy, lôi điện tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức lan gia lão tổ đều phản ứng không kịp, chỉ là một cái chớp mắt tựu đánh vào vòng bảo hộ bên trong, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 482, phù văn, ông cái này lôi long thường ngày vốn hẳn nên xuyên qua vòng bảo hộ bắn thẳng đến cổ quan, cuối cùng biến mất không dấu vết, lần này lại xuất vào vòng bảo hộ phía trên đột một biến mất không thấy. Mà nguyên bản tản mát ra ánh sáng nhu hòa quang mang vòng bảo hộ, tại thời khắc này lấp lánh ra vạn trượng quang mang, một cỗ khí thức kinh khủng theo trong hộ cháo truyền ra, để trong hộ cháo tầng không gian tầng chấn động. Không được, lang ra lão tổ kinh hô một tiếng, thân thể như cuồng long hướng vòng bảo hộ bên ngoài phóng đi, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang mà ra, bốn phía không gian tựa như phá toái pha lê, nứt xuất ra đạo đạo nhỏ bé khe hở, có thể thấy được công kích này là cỡ nào hung tàn. Ầm, um, để lăng ra lão tổ nội tâm trầm xuống chính là, nguyên bản hơi mờ có thể tùy ý xuyên qua vòng bảo hộ, giờ khắc này lại trở thành chân thực vòng bảo hộ, lăng ra lão tổ như thế cường đại công kích đánh vào vòng bảo hộ phía trên, chỉ là gây nên vòng bảo hộ run lên, kiếm mang của hắn lại bị yên diệt. suy suy, trên bầu trời lại một đạo lôi long gào thét mà xuống lần nữa biến mất tại vòng bảo hộ phía trên lăng ra lão tổ sắc mặt càng thêm âm trầm cái này vòng bảo hộ đột nhiên dị biến khẳng định có vấn đề lớn quả nhiên phía dưới hài cốt đều động toàn bộ bị đụng bay mấy chục cây màu đen hải đằng mà ra như một tấm thiên la địa võng hướng lăng ra lão tổ quấn đi lão tổ linh hồn chấn động ánh mắt lộ ra vẻ tức giận ánh mắt xuyên thấu qua hải đằng khóa chặt trong cổ quan nữ thi hắn không hiểu có loại hiểu ra đây hết thảy hết thảy tựa hồ cũng là tại nữ thi đang khống chế giết giờ này khắc này hắn có thể như thế nào vòng bảo hộ bởi vì có lôi điện chi lực gia trì hắn thời gian ngắn không phá được chỉ có trước liều mạng đánh lui Hải Đằng lại nói nếu không cho Hải Đằng cuốn lấy kết cục chắc chắn sẽ không rất mỹ diệu a à, đế cung bên trong Giang giật đầy mắt kinh ngạc rất nhanh đại hỉ hắn lần trước bị kéo xuống thời điểm cũng không có loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh a à coi như Giang tiểu nô đem Hải Đằng chặt đứt cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ là kia nữ thi dở trò quỷ uống không thể không nói lão tổ thực lực quá cường đại, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng kích xạ xuất ra đạo đạo kiếm mang, mặc dù không thể đem hải đằng chặt đứt, nhưng bốn phương tám hướng mấy chục cây hải đằng nhưng căn bản không gần được hắn thân. Suy suy, mấy chục cây hải đằng không ngừng bị nện khai, lại không ngừng mà đến, tự tựa như hơn 10 đầu giết không chết độc long. Lang ra lão tổ vung vẩy trường kiếm, vô số kiếm mang như như mưa to hướng bốn phía vọt tới, nội tâm của hắn lại khổ không thể tả. Bản thân truy sát giang giật lâu như vậy, hắn đã tâm lực lao lực quá độ, giờ phút này mặc dù có thể ngăn cản hải đằng công kích, nhưng hắn có thể kiên trì bao lâu nửa ngày một ngày vẫn là ba năm ngày. Hắn con người chuyển động, rất nhanh có chủ ý, vòng bảo hộ thời gian ngắn không có cách nào đánh tan, hắc đằng cũng rất khó chặt đứt, như vậy chỉ có chém giết phía sau màn người khống chế. Cứ việc kia trong cổ quan thiếu nữ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh cực hạt nhưng lăng gia lão tổ kiên định việc này chịu là nàng làm ra, nàng nằm khắp nơi đáy biển trong cổ quan, bản thân liền là một kiện chuyện rất quỷ dị. Uống, lực công kích của hắn độ thoáng cái trở nên càng thêm mãnh liệt, kim cương cường giả tối đỉnh liều mạng phía dưới lực công kích đến cỡ nào hung tàn. Từng đầu hắc đằng bị đập bay ra ngoài, phàm là trường kiếm những nơi đi qua tầng không gian tầng chấn động, còn nứt ra từng đạo tiểu khe hẹp, những cái kia phun ra ngoài công kích còn không ngừng nện ở vòng bảo hộ phía trên, gây nên vòng bảo hộ chấn động lay động, sợ là phụ cận có đại sơn cử phong, cũng đã sớm sẽ bị san thành bình địa. Hưu, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng cổ quan tới gần, tại khoảng cách cổ quan trăm trượng khoảng cách lúc, hắn như thiểm điện bổ ra mười mấy kiếm, đem bốn phía hải đằng bổ lui, hắn một cái tay khát sáng lên một đạo bạch quang, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường. Suy suy, bốn phía thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng bàn tay hắn ngưng tụ mà đi, ngưng tụ ra một cái cử đại đại thủ trưởng ngư ảnh. Kia đại thủ trưởng ngưng tụ tụ ra đột một biến mất tại phía trước một giây sau cổ quan phía trên 10 trượng không gian lại kịch liệt sóng gió nổi lên, một cái dài đến hơn 10 trượng cự đại thủ trưởng hư ảnh xuất hiện, như thái sơn áp đỉnh hướng cổ quan vỗ xuống. a à, Giang giật thông qua thủy tinh cầu có thể thấy rõ tình huống bên ngoài, hắn tại đế cung bên trong đều có thể cảm nhận được một trường này uy lực, đây cũng là lang gia lão tổ tối cường không gian đạo văn công kích. Hắn đoán chừng một trường này vỗ xuống coi như thủy u lan cũng không dám cứng rắn chống đỡ, coi như thiên nữ phong tại một trường này hạ đều sẽ bị đập thành bột mịn. Đối mặt cái này kinh thiên một trường, cổ quan không có nửa điểm phản ứng, kia yên tĩnh nằm thiếu nữ cũng tựa hồ thật đã chết rồi, không có bất kỳ cái gì cử động. Oanh, đại thủ trưởng rất nhanh vỗ xuống, để lăng ra lão tổ cùng giang giật đều trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Tại đại thủ trưởng vỗ xuống trong nháy mắt, cổ quan phía trên sáng lên một đạo hào quang màu trắng bạc, ống ánh sáng long lanh rõ ràng ngọc quan tài bên trong đột một xuất hiện rất nhiều phù văn, những cái kia phù văn mỗi một cái đều có được lực lượng làm người ta sợ hãi, trong mơ hồ, Giang giật còn có thể cảm nhận được phù văn bên trong có được lôi điện chi lực. Ông, tại những phù văn này xuất hiện một khắc này, toàn bộ không gian đều đông kết, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức theo trong cổ quan truyền đến, khí tức kia để lăng ra lão tổ cùng Giang giật đều cảm giác được linh hồn đang run rẩy. Suy suy, cổ quan phía trên phù văn bắt đầu chuyển động, như từng đầu tiểu xa tại trong cổ quan du tẩu, rất nhanh một đầu lôi điện ngân long theo trong cổ quan mà ra, bắn thẳng đến lăng gia lão tổ mà đi. Đây, đây là thần khí, đây là lực lượng của thần, cái này của quan lại là một kiện thần khí, làm sao có thể thiên tinh giới, làm sao có thể có thần khí thiếu nữ này là phương nào đại nhân vật. Lăng gia lão tổ bị phù văn bên trên kinh khủng uy áp ép tới thân tử không có thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia lôi long gào thét mà đến, hắn hoảng sợ kêu to, đôi mắt bên trong đều là sợ hãi, gắt gao nhìn chầm chầm cổ quan thiếu nữ, trên mặt xuất hiện một tia cầu khẩn. Xuy suy, lôi long chui vào lăng gia lão tổ trong thân thể, thân thể của hắn cùng linh hồn giờ khắc này đều run rẩy không ngừng, toàn thân tựa như bị sét đánh, bốc lên đạo đạo khói xanh, nguyên bản còn sót lại không nhiều tóc triệt để bị thiêu hủy, toàn thân ra thịt truyền đến một trận mùi khét, hắn thân tử không đoạn run rẩy, tựa như bị kinh phong phát tác. Cổ quan tại bắn ra một đạo lôi long về sau, những cái kia phù văn nhanh chóng biến mất, cổ quan cũng khôi phục nguyên trạng. Lang gia lão tổ kinh thiên một trưởng cũng không có đối cổ quan theo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí cổ quan đều không có lay động một tia, Thiếu nữ kia an tĩnh nằm ở bên trong, tựa như một cái ngủ say mỹ thiếu nữ. A à, a à, a, à, Lăng Gia lão tổ không hổ là đại lục cấp cao nhất cường giả, như thế cường đại lôi điện lại không có oanh sát hắn, hắn nhục thể mạnh có thể nghĩ. Mặc dù như thế, hắn thời khắc này bộ dáng so ngày đó bách hoa nương tử còn muốn thảm, toàn thân không có một khối làn da là tốt, một mảnh khét lẹt, đoán chừng nội tạng đều nướng chín. Xuy suy, bốn phía hải đằng như kiểu lưới kiếm sắc bén phóng tới, Lăng Gia lão tổ người bị thương nặng giờ phút này trong thân thể lôi điện chi lực vẫn là tàn phá bừa bãi, kinh mạch cũng bị hủy đi hơn phân nửa, làm sao có thể ngăn cản hải đăng. Thân thể của hắn bỗng chốc bị cuốn lấy, kéo vào đáy biển cùng một đống hải cốt đụng vào nhau. Thân thể của hắn bên trên có hơn 10 cái hải đăng cuốn lấy, cả người bị cuốn thành thịt tống, lúc đầu toàn thân đều là vết thương, giờ phút này càng là đau đến hoa hoa kêu to. Phù văn này, phù văn này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Giang giật giờ khác này không có chú ý lăn ra lão tổ sinh tử, trong đôi mắt đều là vẻ mờ mịt trong đầu hiện lên trong cổ quan lưu chuyển phù văn hắn cảm giác dị thường nhìn quen mắt nhưng không bao giờ cũng không nhớ ra được đúng rồi phong ấn ta đan điền phong ấn cái kia phong ấn bên trên phù văn tự cùng trong cổ quan phù văn rất giống quá giống giang giật vỗ đầu một cái giật mình tỉnh lại bất quá nghĩ lại lại càng thêm mê hoặc Y phiêu phiêu nói qua hắn trong đan điền phong ấn không phải nàng làm cho, chẳng lẽ phong ấn hắn người cùng cái này của quan chủ nhân có nhất định quan hệ hay là chính là cái này thiếu nữ phong ấn hắn? A à, a à, bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đem giang giật từ trong trầm tư kéo ra ngoài, hắn lắc đầu ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, nhìn lướt qua thủy tinh cầu trên người hắn sát khí lóe lên, ánh mắt khóa chặt bị hắc đằng cuốn lấy lăng ra lão tổ, khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý, u u cười nói lão quỷ để cho ta tiến người một đoạn đường đi. chương 483, Lăng Gia Lão Tổ, chết. Lăng Gia Lão Tổ giờ phút này bị đả thương nặng, toàn thân đều không động được, tốt như vậy thời cơ giang giật còn không biết động thủ, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Cứ việc bên ngoài vòng bảo hộ vẫn như cũ lóng lánh vạn trượng quang mang, cứ việc vừa rồi cổ quan dị biến, oanh ra một đầu kinh khủng lôi long. Theo lý thuyết giang giật hẳn là an tâm chớ vội, xác định không có nguy hiểm lại hành động, nhưng hắn người này trời sinh tựu gan lớn, giống như cổ quan muốn công kích hắn, như vậy hắn muốn chạy trốn cũng cũng trốn không thoát, chẳng lẽ lại hắn cả một đời trốn ở đế cung bên trong chờ lấy chết già. Lăng gia lão tổ thực lực quá cường đại, hắc đằng chỉ là trói buộc hắn, nói không chừng cho hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thương thế hắn hội nhanh chóng phục hồi như cũ, đến lúc đó giang giật coi như nghĩ đốt giết hắn, cũng có khả năng sẽ bị hắn trước khi chết một kích chém giết. Hắn quyết định đánh cược một lần, ông, hắn một trưởng vỗ tại thủy tinh cầu phía trên, thủy tinh cầu sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy nhanh chóng thu nhỏ, giang giật thân thể đột một ra đế cung bên ngoài. Xuy suy đế cung trong nháy mắt thu nhỏ, bị giang giật thu nhập càn khôn điện bên trong, lúc đầu cuốn lấy đế cung hắc đằng thoáng cái không còn mục tiêu, tự nhiên hướng giang giật mà tới. Cửu thiên long viêm, u minh quỷ hỏa, giang giật không dám khinh thường, cho cái này hắc đằng cuốn lấy nguyên lực thế nhưng là hội nhiễu loạn, rất khó vận chuyển ra, lần trước hắn tự thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sở dĩ sau khi ra ngoài, trên tay hắn lập tức sáng lên hào quang màu xanh đen, đánh ra từng đoàn từng đoàn Cửu Thiên Long Viêm, đồng thời hắn Hỏa Linh Châu cũng sáng lên, liên tục không ngừng phóng xuất ra màu trắng quỷ hỏa. Thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc, Hỏa năng khắc Mộc, cái này Hắc đằng cùng Ma tinh đằng đồng dạng, bất kể như thế nào cứng rắn, nó bản chất vẫn là Mộc, mà Cửu Thiên Long Viêm cùng U Minh Quỷ Hỏa thì là thiên địa bên trong kỳ hỏa, kỳ Mộc đụng phải kỳ Hỏa, kết cục không cần nói cũng biết. Ma Tinh đằng đều rất là e ngại Cửu Thiên Long đằng Giờ phút này hắc đằng đụng một cái sợ u minh quỷ hỏa cùng cửu thiên long viêm lập tức bốc lên khói đen, e ngại đảo lùi về đáy biển. Lão quỷ, người yên tâm đi thôi, ta cam đoan để các người thanh long hoàng triều hôi phi yên diệt. Giang giật chân sau trên mặt đất một điểm, cả người đều bị quỷ hỏa bao phủ hướng lăng ra lão tổ phóng đi, còn không có ngang nhiên xông qua, cuốn lấy lăng ra lão tổ hắc đằng đều sợ hãi rút về mặt đất. Tiểu tạp trùng, người dám, lăng ra lão tổ thân thể còn tại run lên một cái, não hải đều bị đau đớn chiếm cứ, Nghe được Giang giật, hắn đột nhiên mở to mắt, mở ra khét lẹt miệng phát ra một tiếng cuồng loạn bạo giống. Ha ha ha, Giang giật cười một tiếng dài, đột nhiên đánh ra mấy trưởng, cuồng bạo trưởng phong mang theo thân thể của hắn bên ngoài u minh quỷ hỏa bao phủ đi, trong khoảnh khắc đem lang ra lão tổ bao phủ đi vào. A, à, lão tổ ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, trong miệng phát ra một tiếng gào lên đau xót, cảm nhận được toàn thân bị quỷ hỏa nhanh chóng thiêu hủy, hắn hoán độc hướng xa xa cổ quan nhìn lướt qua, tựa hồ có chút không rõ vì sao cái này trong cổ quan thiếu nữ chỉ nhầm vào hắn. Suy suy, tế luyện sau quỷ hỏa quá bá đạo, cứ việc lăng ra lão tổ nhục thể nhưng so sánh thiên khí, nhưng cũng rất nhanh đốt thành đen xám. Hắn cổ thần nguyên giới cùng cái kia thanh thánh khí cũng toát ra hắc quang, mắt thấy là phải bị hủy diệt. Hưu, lăng ra lão tổ tông bảo vật trong tay khẳng định nhiều, giang giật đương nhiên không muốn hủy đi, thân thể lóe lên vào tới, hắn không còn phóng thích quỷ hỏa, hỏa linh châu nhanh chóng đem phía ngoài quỷ hỏa hấp thu đi vào. Thu, đem cổ thần nguyên giới cùng thánh khí ném vào càn khôn điện bên trong, Giang giật ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu vòng bảo hộ, nhìn thấy kia lôi điện còn không ngừng đánh xuống, tăng phúc vòng bảo hộ năng lượng. Hắn không có mạo muội đi công kích vòng bảo hộ thoát đi, lại không dám tới gần cổ quan, vạn nhất giống như vừa rồi lăng ra lão tổ như vậy gây nên cổ quan phản kích, tự mã lạc qua bích. Đế cung ra, Giang giật quyết định thành thành thật thật chờ đợi, cái này lôi điện đến ban ngày đêm sẽ không ở đánh xuống, đoán chừng trời vừa sáng, cái này vòng bảo hộ có khả năng khôi phục như cũ dáng vẻ, như vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đi ra. Ông, đế cung theo trong lòng bàn tay hắn bay ra, lớn lên theo gió, rất nhanh rơi vào mặt đất, hắn thân thể xông vào đế cung bên trong, những cái kia hắc đằng lại rất nhanh xuất hiện đem đế cung cho cuốn lấy. Hô hô, tiến vào đế cung, giang giật xác định bên ngoài không có nửa điểm dị trạng về sau, ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở, hắn tự động sờ lên cái chán lau không ngừng toát ra mồ hôi lạnh đến giờ phút này hắn còn cảm giác đang nằm mơ hắn vậy mà thật chém giết lăng ra lão tổ kia cổ quan vừa rồi cũng không có công kích hắn hết thảy hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ thuận lợi tựa hồ từ nơi sâu xa lão thiên đang giúp hắn ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thủy tinh cầu hướng cổ quan nhìn lại mặc dù hắn không nhìn thấy trong cổ quan thiếu nữ nhưng ở giờ khắc này hắn không hiểu có loại cảm giác thiếu nữ này tuyệt đối không chết Vừa rồi dị biến, hẳn là nàng tại trợ giúp hắn. Nếu là như vậy, như vậy vấn đề lại tới, thiếu nữ này đã không chết, vì sao trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức nàng vì sao ra cái này, vì sao nằm tại trong cổ quan những cái kia lôi điện tại sao lại đánh xuống đến chẳng lẽ nàng tại tu luyện cái gì tà công? Cái này cổ quan đã có thể bắn ra như thế cường đại lôi điện, lần trước Giang tiểu nô cứu hắn lúc, cổ quan vì sao không có công kích vừa rồi hắn ra ngoài chém giết lăng gia lão tổ, cổ quan vì sao không công kích hắn? Một thiếu nữ, một cái có thể tu luyện như thế cường đại công pháp thiếu nữ, địa vị khẳng định không nhỏ, nàng toàn thân trần trụi, bị giang giật thấy hết, nàng không buồn xấu hổ thành giận không giết người diệt khẩu. Còn có cổ quan bên trên xuất hiện phù văn, vì sao cùng hắn trong phong ấn phù văn như vậy giống đây là trùng hợp hay là hắn cùng thiếu nữ tóc tím có liên hệ nào đó. Hết thảy hết thảy đều để giang giật hoang mang không thôi, cũng làm cho hắn cảm giác tựa hồ từ nơi sâu xa có một cái đại thủ, ngay tại trưởng khống vận mệnh của hắn, điều khiển hết thảy trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian lặng yên trôi qua, trên không lôi điện cũng bất giác không còn đánh xuống, phòng bảo hộ bên trên quang mang cũng thời gian dần trôi qua yếu đi, Giang giật dần dần giật mình tỉnh lại, vừa nhìn xuống lập tức đại hỉ. Đi, hắn cắn răng, quyết định thử một lần, nơi này hắn là một khác đều không muốn chờ đợi. Những thứ không biết luôn làm lòng người sinh sợ hãi, nơi này hết thảy quá mức quỷ dị, dù là Giang giật trải qua sóng to gió lớn, đều nội tâm run rẩy. Hưu, hắn thu hồi đế cung, phóng thích quỷ hỏa hộ thể, thân thể hướng lên trên uổng phí thuấn di mà đi, tại hắn đến vòng bảo hộ biên giới, đưa tay hướng vòng bảo hộ tìm kiếm, trực tiếp xuyên qua sau lập tức cuồng hỉ. Hắn hướng phía dưới trong cổ quan thiếu nữ nhìn thật sâu một chút, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng trên mặt biển thuấn di mà đi. Ha ha, nho nhỏ thiên tinh đại lục, ngược lại là ra một nhân tài, thế mà có thể tế luyện ra như thế cường đại hỏa diễm cũng không uổng phí bản tiểu thư giúp ngươi một lần. Giang giật sau khi đi, thiếu nữ lông nghi dài khẽ động, Cặp kia tựa như tinh thần đại hải thâm thúy con ngươi mở ra, khóe miệng nàng khẽ động lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, để cổ quan đều cảm giác phát sáng lên, nàng kinh ngạc nhìn qua phía trên sơn hắc hải vực một hồi lâu sau, lại không cao âm thanh thì thào. Thiếu niên này đan điền hảo hảo kỳ lạ, trong đan điền nguyên lực cũng rất quái dị, đáng tiếc luyện hóa thiên thạch đem thân thể cho luyện hỏng, muốn hay không đem hắn mang về Đông Hoàng đại lục đâu ai. Quên đi thôi, phụ hoàng thủ hạ cường giả như mây, tuyệt thế thiên tài rất rất nhiều thiếu niên này đi Đông Hoàng Đại Lục cũng không tính là gì. Còn có một tháng, bản tiểu thư bôn lôi công liền muốn đại thành, thiếu niên ngươi nếu là có thể đi Đông Hoàng Đại Lục, bản tiểu thư tự ban thưởng ngươi một chút cơ duyên. Thiếu nữ tóc tím lông nghi run run mấy lần, rất nhanh nhắm mắt lại, tử vong chi hải bình tĩnh lại. chương 484, Đại Lục vô địch, ông, tử vong chi hải trên không, một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, bên ngoài sắc trời quả nhiên sáng lên, người này bốn phía quét qua, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vui sướng, thật sâu hít một hơi tươi mát gió biển. Hắn không dám dừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ hướng tử vong chi hải bên ngoài thuấn gì mà đi. Nhai tí thú ra, bay ra tử vong chi hải về sau, giang giật càn khôn điện bên trong quang mang lóe lên, một cái cự thú ra giữa không chung. Nhai tí thú vừa ra tới tự toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn thấy chỉ có giang giật phía sau một người, nó nhếch miệng nghi hoặc nói ra, tiểu tử, cái kia kim cương cường giả tối đỉnh đâu ngươi làm sao hất ra hắn đừng hỏi nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước đi. Giang giật thuấn di lên nhai tí thú trên lưng, cái sau cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng về phía tây bên cạnh đại lục phương hướng bay đi. Ừm, nơi này cách khai tinh vẫn đảo rất gần, nếu không đi tinh vẫn đảo đánh cái chuyện. Giang giật tâm niệm vừa động, đối với thủy u lan hắn rất là kính nể, sự tình lần này huyên náo như thế đại, thủy u lan nhưng không có xuất hiện nội tâm của hắn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tinh vẫn đảo cũng xảy ra chuyện? truyền niệm lại nghĩ đến đại lục còn có tiêu long vương cùng sát đế, hắn không yên lòng giang tiểu nô các nàng, sở dĩ có chút trần chờ trầm ngâm một hồi, trong tay hắn càn khôn điện sáng lên, một đạo hắc ảnh ra nhai tí thú bên trên, ngân hoa bà bà bị hắn truyền tống ra. Ừ, ngân hoa bà bà lúc đầu tại càn khôn điện bên trong tu luyện chữa thương, đột nhiên bị truyền tống ra, lập tức giật mình, nhìn thấy bốn phía sau khi an toàn, lúc này mới hướng giang giật chắp tay nói quốc sư, tình huống như thế nào. Tạm được, Giang giật nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, lăng ra lão tổ đã chết. Cái gì, ngân hoa bà bà thân thể run lên, nhai tí thú con mắt thật to cũng lộ ra vẻ không dám tin bỗng nhiên giữa không chung, ngân hoa bà bà nuốt mấy cái nước bọt, nhìn kỹ giang giật vài lần xác định hắn không phải nói đùa về sau, nhúc nhích miệng, phát ra một tia thanh âm rung động quốc sự uy vũ, phu thần quả nhiên không nhìn lầm người, thực lực của ngươi. Càng như thế kinh khủng, ừm, không nói cái này, giang giật không nghĩ tới giải thích thêm, đáy biển cổ quan nữ thi sự tình, hắn không muốn nói chuyện nhiều, hắn cũng sẽ không nói cho ngân hoa bà bà, trước mấy ngày hắn bị lăng ra lão tổ như một con chó đồng dạng truy sát. Hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, bà bà, lần này thủy quan chủ vì sao không có ra mặt còn có đại sư, chẳng lẽ tinh vẫn đảo đại thiện tự gặp chuyện không may chúng ta muốn hay không đi tinh vẫn đảo nhìn xem. Cái này, lão thân cũng không biết, bất quá thủy quan chủ như thế thực lực cường đại, nghĩ vậy mà sẽ không xảy ra chuyện đi. Võ điện lực áp thủy nguyệt quan đại thiện tự sự tình, ngân hoa bà bà cũng không cảm kích, nàng dừng một lát, nói quốc sư vẫn là đi về trước đi, trước ổn định đại lục cục diện lại nói. Quốc sư có thể thừa cơ diệt hoàng triều cùng vài quốc gia, bất quá. Ta đoán chừng lần này võ điện rất có thể ra mặt. Quốc sư, nếu là võ điện không có quá hà khắc yêu cầu, ta đề nghị ngươi ẩn nhẫn một chút, không thể cùng võ điện là địch. Võ điện, giang giật lông mày nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng lên, yêu hậu lúc rời đi cũng thận trọng bàn giao, tuyệt đối không thể đắc tội võ điện. Hắn con người nhất chuyển, trầm giọng hỏi, bà bà, năm đó lục đại chư hầu vây công thiên tinh thành thật chẳng lẽ chính là võ điện ra mặt lực áp võ điện không phải không can thiệp trong đại lục chính sao còn có. Võ điện thật mạnh như vậy sao, cái này ta cũng không thể xác định, ngân hoa bà bà lắc đầu nói, quốc sư, rất nhiều bí sử không phải quốc chủ cũng không có tư cách biết đến, ta đi hạ vũ thành thời điểm, vương thượng giao cho ta, nếu như chúng ta may mắn có thể thắng được một trận chiến này, võ điện sau đó khẳng định sẽ ra mặt, hắn để cho ta mang một câu cho ngươi, chỉ cần võ điện không phải quá phận, ngươi tự nhịn một chút đi. Về trước đi lại nói, Giang giật lay động một cái đầu, quyết định về trước đi dò xét thoáng cái tình báo lại tính toán sau, giống như võ điện không phải quá phận, hắn lui bước lại như thế nào. Lăng gia lão tổ, hạ đình uy, lâm thái giám, thánh linh quốc lão quốc sư, hai học viện lớn viện trưởng đều đã chết. Cái này đại lục kim cương cường giả không có còn mấy cái, rốt cuộc không ai có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Hắn chỉ cần đem tiêu long vương cùng sát đế xử lý, lại san bằng thanh long hoàng triều, thiên hạ liền thái bình. Hô hô, đại cục đã định, thắng lợi thiên bình hướng hắn ngoắc, hắn lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, hắn sẽ nhất định lưu danh sử xanh, trở thành thiên tinh đại lục trói mắt nhất mấy khỏa tướng tinh, hắn cũng rất có thể nhất thống đại lục, trở thành đại lục chúa tể, một đời mới đại đế. Chỉ là, giờ khắc này nội tâm của hắn nhưng không có nửa điểm vui mừng ngược lại theo linh hồn đến nhục thể đều cảm giác được mỏi mệt, thật sâu mỏi mệt. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính càng khổ, hạ vũ thành bên trong đếm không hết thi thể, để giang giật đối với chiến tranh thật sâu chán ghét, nhân loại vì sao luôn luôn thích đấu đến đấu đi coi như tranh đấu, vì sao muốn liên lụy bình dân, liên lụy vô tội dân chúng, liên lụy những cái kia còn tại tập tính học theo, vừa mới sinh ra ở cái thế giới này hai từ. Thế giới này luôn luôn như vậy bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, không tranh đi, bị người ức hiếp, bị người lăng nhục bị nhân sinh giết cho đoạt tranh đi lại sẽ có quá nhiều người chết đi quá nhiều người bị liên lụy hô mặc kệ thế giới này không có quá nhiều chính nghĩa không có quá nhiều đúng sai người không phạm ta ta không phạm người chỉ cầu không thẹn với lương tâm đi giang giật u u thở dài không nghĩ nhiều nữa xếp bằng ở nhai tí thú bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi mặc dù cái này mấy ngày hắn một mực tại đế cung bên trong nhưng cũng là một lát không dám lười biếng rất là mỏi mệt ngao ngao Nhai tí thú ngửa mặt lên trời giống dài vài tiếng, tốc độ cao nhất hướng đại lục bay đi, nó cùng ngân hoa bà bà nội tâm đều khuấy động không thôi. Nhất là ngân hoa bà bà nhìn qua giang giật ánh mắt cung kính rất nhiều, giang giật có thể chém giết lăng Gia lão tổ, hắn cũng có thể chém giết thủy u lan, như vậy thực lực của hắn cũng đã tới thiên hạ đệ nhất. 18 tuổi, ngân hoa bà bà nhớ rõ rất rõ ràng, giang giật hẳn là vừa mới qua 18 tuổi sinh nhật. Mà ba năm trước đây Giang Giật còn tại Thiên Võ Thành bị một đám ăn chơi thiếu ra khi nhục, chỉ là thời gian 3 năm hắn theo tầng dưới chót nhất, bỏ tới đại lục đỉnh phong, cái này đã không thể dùng kỳ tích hình dung. Vận khí cơ duyên cố gắng thể chất đặc thù y phiêu phiêu lưu lại công pháp bảo vật. Bất kể như thế nào, Giang giật thành công, người muốn nói dựa vào phụ mẫu, Thủy Thiên Nhu, Giang nghịch lưu, các đại vương thất phương tử công chúa, các đại siêu cấp công tử hậu đại, ai không có bối cảnh nhưng đừng nói đạt tới Giang giật tình trạng này, cái tuổi này ai có thể đạt tới thần du đỉnh phong. Vận khí, cơ duyên, đây càng không đáng tin cậy, một người vận khí là có hạn, cơ duyên cũng thường thường là cho người có chuẩn bị. Đương nhiên, Giang giật quái dị thể chất, ngân hoa bà bà xem không hiểu. Trên thực tế, đến giờ phút này, nàng còn không phải rất rõ ràng, Giang giật thực lực vì sao có thể giết chết lăng gia lão tổ. Mạnh mẽ liền là mạnh mẽ, bất luận nói thế nào, hạ vũ thành ngoài thành, Giang giật chém giết mấy đại kim cương cường giả là sự thật, lăng gia lão tổ chết ở trên tay hắn cũng là sự thật. Ngươi nếu là cái nông phu, có thể một quốc đập chết một tên kim cương cường giả, ngươi cũng là đại lục trí cường giả. Sở dĩ bất luận quá trình, bất luận thủ đoạn, chỉ nhìn cuối cùng kết cục. Giang giật thực lực đã đại lục vô địch, điểm này không cần hoài nghi, chỉ ít tại ngân hoa bà bà trong lòng là cho là như vậy. Giang giật sau khi trở về, có thể hay không huyết tẩy đại lục có thể hay không diệt hoàng triều, bình lục quốc võ điện lại có thể hay không ra mặt đâu. Ngân hoa bà bà ánh mắt nhìn về phía phía tây bầu trời, mặc dù tại cái này không nhìn thấy đại lục, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được, chờ Giang giật trở về, đại lục ngây thơ muốn thay đổi. mươi 485, sát thần trở về, thiên tinh đại lục rất bình tĩnh, bình tĩnh đáng sợ. Lang gia lão tổ cùng Giang giật còn không có tìm tới, ai cũng không dám loạn động, vạn nhất Giang giật tiềm phục tại nơi nào đó, liền đợi đến mấy đại thế lực động đâu. Đương nhiên, mặt ngoài bình tĩnh, phía dưới lại là sóng ngầm mãnh liệt, nghiêm trọng nhất liền là thần võ quốc. Hạ Đình Uy chết rồi, cả nước chấn động, lần trước Hạ Đình Uy mất tích, nhưng Giang Biệt Ly tại Vương Thành tỏa chấn, sở dĩ thần võ quốc cũng không có quá lớn dung chuyển. Lần trước mất tích, lần này là chết rồi, vẫn là chết tại thần võ quốc tử địch Giang giật trong tay, nghiêm trọng nhất vẫn là Giang Biệt Ly mất tích. Không chỉ là Giang Biệt Ly, Giang Y Thành bên trong toàn bộ Giang gia mất tích bí ẩn. Xuất trinh lần này bởi vì Hạ Đình Uy nghi kỵ Giang Biệt Ly, sở dĩ từ đầu tới đuôi đều không có triệu kiến Giang Biệt Ly, cũng không có triệu hoán hắn xuất trinh. Đại chiến bắt đầu lúc, thần võ quốc các đại gia tộc ánh mắt đều nhìn về phía Hạ Vũ Thành, không ai chú ý Giang Biệt Ly. Tại Hạ Đình uy tin chết truyền đến, toàn bộ vương thành đều luống cuống, mọi người lúc này mới nhớ tới Giang Biệt Ly, chỉ cần mời hắn đến tọa trấn, chỉ ít Giang giật sẽ không đem vương thành san thành bình địa a. Chỉ là, chờ bọn hắn phái người đi Giang Y thành lúc, lại phát hiện trong vương phủ một cái Giang gia tộc nhân không có, Giang Biệt Ly mang theo Giang gia tộc nhân sớm đã mất tích nhiều ngày. Tin tức này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thần võ quốc một cái kim cương cường giả cũng bị mất, quốc chủ cũng đã chết, tăng thêm lần này thần võ quốc phái hai 000 thần du cường giả, chỉ trở về không đến 200. Quần long vô chủ, toàn bộ thần võ quốc hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đương nhiên tiền ra cùng chiến ra lại là toàn bộ phấn chấn không thôi. Giang giật quét ngang đại lục, nếu là có thể nhất thống thiên hạ, hai tộc chắc chắn sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, vinh quang vạn năm. Thánh linh quốc cũng sóng ngầm mãnh liệt, Duy nhất Kim cương Cường giả chết rồi, Thánh Linh Quốc biến thành không đề phòng mỹ nhân, sợ là Giang giật một người liền có thể quét ngang cả nước, Thánh Linh Quốc quốc chủ chỉ có cầu nguyện Giang giật cùng Lăng Gia Lão Tổ mãi mãi cũng không nên quay lại. Lăng Tuyết gần nhất hàng đêm không thể ngủ, người so hoa cúc gầy, Lăng Gia Lão Tổ nếu là có thể thắng, Thanh Long Hoàng Triều chắc chắn trọng trấn năm đó vinh quang, Lăng Gia Lão Tổ mà chết, dùng Giang giật tính cách Hoàng Triều tất phong. Báo, Lăng Tuyết người mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng đang ngồi ở bên trong cung điện nhỏ suy nghĩ lung tung. Bên ngoài một tên tướng quân nhanh chân đi vào đây, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng quát khẽ nói, điện hạ, giang giật xuất hiện, tại thần võ quốc phía đông, giờ phút này chính hướng đại hạ quốc bay đi. Ba, tô như tuyết trong tay cầm một phần văn kiện đập xuống trên bàn, mà lấy nàng lòng dạ đều không thể bình tĩnh, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên hoa dung thất sắc. Nàng sừng sốt nửa điểm mới bừng tỉnh, khóe miệng đều là đắng chát, nàng phất phát tay để tướng quân này lui ra, chính mình lại nằm tại sau lưng tử kim vương tỏa bên trên, vô lực nhắm mắt lại. Giang giật xuất hiện, kia đại biểu lăng ra lão tổ chết rồi, nếu không dùng lão tổ tính cách, quả quyết sẽ không để cho giang giật như thế tiêu giao tại đại lục hành tẩu. Lão tổ chết rồi, kia đại biểu liên quân bại, thất bại thảm hại. Thất bại thường thường đại biểu cho tử vong, đối với lăng tuyết tới nói, tử vong không đáng sợ, mấu chốt là thanh long hoàng chiều kéo dài gần hai vạn năm, liền muốn triệt để yên diệt tại trong dòng sông lịch sử. Báo, tiêu long vương cùng sát đế tới, cầu kiến điện hạ. Ngay tại lăng tuyết hoàn toàn không biết làm sao lúc, một tên lão thái giám đi đến truyền báo, lăng tuyết cưỡng ép tỉnh lại, mở miệng nói, mời bọn họ vào đây. Xa xa xa, tiêu long vương cùng sát đế tới rất nhanh, hiển nhiên là nhận được tin tức trước tiên tựu cưỡi truyền tống trận tới. Hai người mặt mũi tràn đầy âm trầm, sau khi đi vào tùy ý chắp tay, không đợi lăng tuyết mở miệng trực tiếp ngồi xuống, tiêu long vương cấp bách mở miệng nói, điện hạ, giang Dật trở về, Chắc hẳn ngươi hẳn là nhận được tin tức a hai người chúng ta đến đây, là muốn hỏi một chút công chúa có cái gì thượng sách dùng cái này con tính cách, chắc hẳn ít ngày nữa liền muốn xua quân Bắc Thượng. Sát đế không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tuyết, Bắc Mãng quốc cùng Bắc Lương quốc giờ phút này cùng Thanh Long hoàng triều thế nhưng là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, giang giật nếu là xua quân Bắc Thượng, ai cũng sẽ không bỏ qua. Ta có thể có biện pháp nào? Lăng Tuyết cười khổ một tiếng, nói, lão tổ sống không thấy người, chết không thấy xác. Giang giật thực lực tăng vọt quá nhanh quá nhanh, hai vị đại nhân đều không có nắm chắc diệt sát hắn, Hoàng Triều cũng vô năng bất lực. Các người cũng biết, Giang giật có sát lục chân ý, ngoại trừ kim cương cường giả bên ngoài, nhiều người hơn nữa đi đều là chịu chết, hắn căn bản không sợ quần công. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phù vân. Lăng tuyết trong lòng tuy có mưu kế ngàn vạn, nhưng cũng làm khó không bột đố gột nên hồ. Không sợ quần công, tiêu long vương cùng sát đế liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ đừng nói thần du cường giả sợ là bình thường kim cương cường giả đi lại nhiều cũng là chịu chết lang tuyết trầm ngâm một lát lông mày nhíu lại mở miệng nói nếu không chúng ta cùng một chỗ hướng võ điện cầu viện võ điện lần này thế nhưng là đem chúng ta hố khổ bọn hắn tổng sẽ không thấy chết không cứu a võ điện đã truyền tin tức cho chúng ta đồng thời lực áp thủy u lan lão hòa thượng nghĩ nhưng cũng là muốn lộng chết giang giật chỉ cần chúng ta hợp tác với bọn họ cũng không phải là cũng không có cơ hội võ điện Tiêu Long Vương cùng sát đế đôi mắt sáng lên, đồng thời đứng dậy gật đầu nói, "Lăng Tuyết Điện hạ biết rõ võ điện tổng bộ chỗ nếu không chúng ta đi tổng điện bái kiến tổng điện chủ, cùng nhau mưu đồ đi." "Ha ha, Lăng Tuyết đắng chát cười nói, "Võ điện tổng bộ cái này thiên hạ ngoại trừ võ điện phân điện chủ ngoại, sợ là Thủy U Lan cũng không biết a hai vị đừng vội, ta cái này để cho người ta đưa tin cho Thiên Tinh Thành võ điện phân điện chủ, chỉ cần võ điện chịu ra tay, việc này còn có chuyển cơ." "Tốt," Tiêu Long Vương nhẹ gật đầu rất nhanh lại nói ra, đã dạng này, vậy liền đưa tin cho Thánh Linh Quốc cùng Thần Võ Quốc, chúng ta ngũ đại thế lực liên hợp lại cùng Võ Điện nói, dạng này có thể chủ động ta. Lẽ ra nên như vậy, Lăng Tuyết trong mắt đẹp lại giấy lên một tia hy vọng, giống như Võ Điện chịu tham gia việc này, như vậy Thanh Long Hoàng triều chưa chắc sẽ diệt vong, vạn năm trước giống như không phải Võ Điện, hoàng triều sớm diệt, lần này nghĩ nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hoàng triều bị diệt a. À. Sang giật trở về, giờ phút này ngay tại Thần Võ Quốc một đạo tin tức như gió xuân thổi khắp cả toàn bộ thần võ quốc vương thành triệt để đại loạn rất nhiều gia tộc cũng bắt đầu phân phát con em nhà mình chuyển di tài sản nếu là giang giật thẳng đến vương thành sợ là toàn bộ vương thành lại muốn máu chảy thành sông con em hạ ra luống cuống nguyên bản hạ điền các loại chờ vương tử đều ở ngoài sáng tranh ám đoạt nghĩ đăng cơ thượng vị trở thành một đời mới quốc chủ tại thời khắc này lại không người dám tranh giành ngược lại có chút vương tử bắt đầu bí mật lẩn trốn giang giật cái này sát thần vừa đến hạ gia sẽ chó gà không tha. Cũng may tin tức rất nhanh truyền đến, Giang Giật cũng không có tại thần võ quốc dừng lại, thẳng tắp hướng đại hạ quốc bay đi. Nhai tí thú tốc độ quá nhanh, chỉ là một ngày đã vượt ngang gần phân nửa thần võ quốc. Phàm là Giang Giật những nơi đi qua, phía dưới trong thành trì thần võ quốc con dân đều sợ hãi không thôi, Giang Giật thế nhưng là có một cái ngoại hiệu thị huyết ác ma a. Đêm xuống, Giang Giật cũng không có dừng lại, hắn lòng chỉ muốn về, không tâm tư tìm thần võ quốc phiền phức hắn muốn xác định Giang Tiểu Nô bọn người bình yên vô sự, đang quyết định con đường tiếp theo đi như thế nào. Hưu, phía dưới trong núi rừng một thân ảnh bay vụt mà đến, không ngừng ngoắc, thật xa tự quát khẽ, giật thiếu, giật thiếu, là ta. Giật thiếu, xưng hô thế này rất ít người gọi, bình thường chỉ có chiến gia cùng tiền ra người, Giang giật ánh mắt quét qua sắc mặt lập tức lộ ra mỉm cười, tới là một người quen, từng tại trong học viện tiền vạn quan ám vệ, lưu lão. Hưu, Giang giật để nhai tí thú rừng ở giữa không trung, thân thể hướng phía dưới vọt tới, lưu lão bay vụt mà đến, đối giang giật một gối quỷ xuống nói, giật thiếu, gia chủ để cho ta truyền hai cái tin tức tới, đệ nhất giang biệt ly mang theo giang ra con em mất thích, đệ nhị lúc trước tiểu nô tiểu thư mang theo như tuyết quốc chủ thiếu chủ vô song thiếu ra bọn người, trốn tránh lăng ra lão tổ truy sát, trong khoảng thời gian này hai nhà chúng ta phát động tất cả trinh sát, tìm lâu như vậy, nhưng như cũng không có hành tung của các nàng. Cái gì, giang giật sắc mặt đại biến, giang biệt ly mất hay không tung hắn không thèm để ý. Vấn đề là nhiều ngày như vậy, hai nhà nhiều như vậy trinh sát, lại vẫn không tìm được Giang Tiểu Nô các nàng. chương 486, tế lên đổ đao. Giang giật theo Đại Hạ Quốc Nam Bộ đuổi đi tử vong chi hải hao tốn hơn 10 ngày thời gian, theo tử vong chi hải trở lại đại lục lại hao tốn 4 năm ngày thời gian, không sai biệt lắm 20 ngày thời gian. Coi như Giang Tiểu Nô bởi vì suy yếu đã hôn mê, tại nào đó một chỗ cất giấu, giờ phút này đã từ lâu tỉnh lại. Giang Tiểu Nô là đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc, nàng có thể tại không địch nổi tình huống dưới lập tức đào tẩu, đã đã chứng minh điểm này. Như vậy nàng tại thời gian biến thân sau khi tới, khẳng định sẽ đem chiến vô song bọn người theo lục tịnh bình bên trong phóng xuất, bảo hộ an toàn của nàng. Lăng gia lão tổ tại Đại Hạ Quốc Nam Bộ Cương vực bốn phía tìm kiếm, điều này nói rõ hắn khẳng định không có chém giết Giang Tiểu Nô, như vậy. Các nàng đi đâu, chiến gia trinh sát không tính là gì, tiền gia sinh ý khắp nơi thiên hạ, rất nhiều tiểu gia tộc đều là tiền gia khôi lỗi, Tiền gia xúc tu dọc theo toàn bộ đại lục, tiền gia đều không có giang tiểu nô các nàng nửa điểm manh mối, như vậy việc này tựu vô cùng phiền phức. Giang giật sắc mặt âm trầm như nước, con người lấp lóe có chút không biết làm sao, hắn trầm ngâm thật lâu mới ngẩng đầu hỏi, "Trước bá phụ có đề nghị gì?" Lưu lão sắc mặt cũng rất khó coi, tiền vạn quán thế nhưng là cùng một chỗ mất tích a, hắn gật đầu nói, gia chủ không có gì nói, nói hết thảy nghe theo giật thiếu quyết đoán, tiền gia chiến gia đều sẽ toàn lực phối hợp. "Vậy ta về trước đi." phát động đại quân tìm một phen, người chuyển cáo tiền bá phụ chiến bá phụ, để hắn tiếp tục phái người tìm kiếm đi. Giang giật dặn dò một tiếng, thân thể mà lên lên nhai tí thú trên thân, nhanh chóng hướng phía nam bay đi, đồng thời hắn để ngân hoa bà bà theo càn khôn điện bên trong truyền tống ra, hạ lệnh, bà bà, tiểu nô như tuyết bọn hắn mất tích, người lập tức nghĩ biện pháp đưa tin cho thiên kình quốc chủ, để hắn phái người điều tra việc này, nếu như có thể mà nói mượn hơi lớn quân cho ta. Tốt, ngân hoa bà bà nhìn thấy giang giật sắc mặt âm trầm, không dám hỏi nhiều, thân thể bay vụt mà xuống, đi tìm thiên huyền quốc giấu ở thần võ quốc bí mật cứ điểm, đưa tin trở về. Nhai tí thú, toàn lực đi đường, Giang giật trầm hống một tiếng, sát khí trên người lần nữa bão táp, lúc đầu lần này hắn trở về không muốn đại khai sát giới, Giang tiểu nô đám người mất tích, để hắn áp chế xuống sát khí lại bay thẳng chán. Đám người này còn không hết hy vọng mưu toàn bắt cóc tiểu nô bọn hắn bức hiếp hắn Giang giật hận nhất gây hỏa tới người nhà nếu để cho hắn biết rõ ai bắt Giang Tiểu Nô, hắn tuyệt đối sẽ diệt hắn nhất tộc. Còn như Giang Giật tại sao lại cho rằng, Giang Tiểu Nô bọn người có thể là bị bắt, đây là trực giác của hắn, đương nhiên hắn càng hy vọng Giang Tiểu Nô các nàng là giấu đi, đợi thêm hắn trở về. Một đường bay đến, ngân hoa bà bà tại ngày thứ hai chạy về. Một đường đều có tiền ra chiến ra trinh sát bọn người truyền tin tức đến, càng tiếp cận đại Hà Quốc địa giới, Giang Giật tâm càng ngày càng lạnh, hắn phi hành 4 ngày 4 đêm, hắn trở về tin tức hẳn là đã sớm truyền khắp đại lục, nhưng Giang Tiểu Nô bọn người vẫn là không tin tức. Ngày thứ năm, hắn tiến vào Đại Hà Quốc địa vực, liên quân đã sớm rút lui, những cái kia bị chiếm lĩnh thành trì lại về tới Đại Hà Quốc quân đội trong tay. Lư lão tướng quân đã sớm tiếp vào tin tức, mang theo Đại Hà Quốc còn sót lại gần trăm tên thần du cường giả, tại Đại Hà Quốc tận cùng phía bắc trong thành nhỏ nghênh đón Giang Giật Khải Hoàn trở về. Giang Giật đến thành nhỏ về sau, phẩy tay áo một cái để quỳ xuống chúng cường giả đứng dậy, mày kiếm vẩy một cái, trầm hống có thể tìm được quốc chủ bọn hắn. Chưa từng, lư lão tướng quân biến thành cuộc một tay đại hiệp, trên mặt hắn đều là đắng chát, đang muốn giải thích cái gì, giang giật lại nổi giận giống to, vậy các người hội tụ tại cái này làm gì còn không lập tức điều binh tìm kiếm đại hạ quốc bên trong còn có bao nhiêu quân đội toàn bộ cho ta phái đi ra, coi như đem đào ba thước đất, tìm khắp đại hạ quốc mỗi một mảnh thổ địa, cũng phải tìm đến các nàng. Thuộc hạ tuân mệnh, lư lão tướng quân không dám nhiều lời, lập tức chuyển thân đi an bài, đem sau lưng gần trăm thần du cường giả đều phân công ra ngoài, đi các thành chỉ đem sở hữu có thể điều động quân đội đều điều tập, bắt đầu thảm thức lục soát. An bài tốt sự tình về sau, lư lão tướng quân lúc này mới khẩn trương dò hỏi, nhiếp chính vương, ngài lần này có thể từng chém giết lão tổ, lang gia lão tổ đã chết, bất quá, tin tức này ngươi đừng truyền ra ngoài. Giang giật giải thích một câu, thân thể hướng nhai tí thú bên trên bay đi, quay đầu dặn dò một tiếng, lư lão tướng quân, ngươi lập tức trở về hạ vũ thành, ta hội theo thiên huyền quốc triệu tập một chút quân đội phụ trợ tìm kiếm, bất kỳ cái gì sự tình đều trước buông xuống, tìm được trước quốc chủ bọn hắn. Tốt, lư lão tướng quân thân thể run lên, trên mặt đều là không ức chế được cuồng hỉ, lăng ra lão tổ chết rồi, vậy cái này thiên hạ ai còn là giang giật đối thủ chỉ cần tìm được tô như tuyết, đại hạ quốc đem có thể nhất thống thiên hạ. Hưu, lư lão tướng quân trở mình lên một cỗ khoái mã, mang theo hai tên tùy tùng hướng hạ vũ thành phóng đi. Giang giật vũ lực cường hoành, nhưng không hiểu nội chính, điều động đại quân tìm kiếm Tô Như Tuyết, còn cần hắn ở giữa chủ tính trung toàn cục. Toàn bộ đại hạ quốc đều động, từng cái trong thành chỉ còn sót lại quân đội, tăng thêm đến lúc điều động dân binh, hết thảy 30 vạn người tại đại hạ quốc bên trong bắt đầu thảm thức lục soát, nhất là phương Nam càng là quan trọng nhất. Ba ngày sau, Thiên Huyền Quốc cũng triệu tập 30 vạn quân đội tinh nhuệ tới Đại Hạ Quốc, gia nhập tìm kiếm đại bộ đội, 600.000 người, đạp biến Đại Hạ Quốc tất cả cương vực. Để giang giật tuyệt vọng là, nhiều người như vậy đem Đại Hạ Quốc lật ra mấy lần, nhưng không có tìm tới nửa điểm manh mối, tiền gia chiến gia cũng chuyển tới tin tức, tại Đại Lục cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trở lại Hạ Vũ Thành thứ 10 ngày, Giang giật ngồi không yên. Cái này 10 ngày hắn như ngồi châm đệm, ở tại rách nát Hạ Vũ Thành bên trong, nhìn qua còn khắp nơi đều là đại chiến dấu vết đường đi, lầu cát, tường thành. Nghe trong không khí làm sao đều tản ra không đi xác thối vị, mùi máu tươi, nội tâm của hắn lệ khí không ngừng dâng lên. Hắn mặt âm trầm, đi ra ở lại tiểu viện, để lưu lão tướng quân thả ra một cái thông cáo trong vòng ba ngày nếu là tô như tuyết giang tiểu nô bọn người còn không có xuất hiện, hắn đem huyết tẩy đại lục. Đã tìm không thấy giang tiểu nô đám người thi thể, như vậy các nàng khẳng định còn sống. Nhiều ngày như vậy, giang tiểu nô bọn người nếu là dấu độn, đã sớm đạt được hắn trở về tin tức, như vậy giải thích duy nhất, các nàng đều bị bắt. Giang giật không biết ai bắt các nàng, sở dĩ hắn không biết làm sao nghĩ cách cứu viện các nàng. Chủ sử sau màn không có hiện thân, hắn chỉ có. Buộc bọn hắn hiện thân, đem đại lục huyết tẩy một lần, sở hữu thế lực đối địch đều chém giết, luôn có thể bước ra chủ sử sau màn A. Tin tức truyền ra, đại lục chấn động, giang giật suốt cuộc muốn tế lên đổ đao sao. Vài quốc gia con dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng các đại vương thất cùng thanh long hoàng triều cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí liên thông cáo đều không có một cái nào, bình tĩnh làm người sợ hãi. Giang giật triệt để nổi giận, ba ngày sau mệnh lệnh 30 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thiên huyền quốc 30 vạn đại quân cũng hợp nhất đi vào, hướng thần võ quốc xuất phát, hắn tự mình tỏa trấn trung quân, ngân hoa bà bà làm tiên phong, nhai tí thú xoay quanh ở trên không bốn phía đề phòng. 60 vạn đại quân khí thế như hồng, thẳng đến thần võ quốc. Đại Hạ Quốc bên trong sở hữu thành trì ngoại trừ mấy chục tên giữ gìn trị an quân sĩ, không có một đội quân. Giang giật đã chuẩn bị công chiếm đại lục, đem sở hữu thế lực đối địch đều tiêu diệt, cái kia còn phòng thủ làm gì coi như vài quốc gia muốn diệt đại Hà Quốc, ít nhất cũng phải đem hắn cùng 80 vạn đại quân tiêu diệt lại nói. Sau 7 ngày, đại quân đã tới thần võ quốc phương Nam, chỉ là nửa ngày tựu đủ công chiếm thần võ quốc Nam bộ năm cái lớn nhỏ thành trì, thành nội quân đội gần như đều không dám chống cự, ba cái thành trì trực tiếp mở cửa thành đầu hàng. Đại chiến mở màn, chương 487, chấn Tây quân làm phản. Thần võ quốc loạn, hạ đình uy chết một lần, tân vương không ai đăng cơ, bảy đại siêu cấp gia tộc, trưởng tôn gia cường giả cơ hồ bị giang giật giết sạch, Giang gia mất tích, chiến gia tiền ra mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm khẳng định là hướng về Giang giật, ảnh gia thiếu tộc trưởng ảnh sát cùng Giang giật quan hệ không tệ, nhà bọn hắn nghĩ như thế nào ai cũng không biết. Còn lại Long gia, thái sử nhà hòa thuận Giang giật quan hệ không tốt, hai nhà nắm trong tay thần võ quốc một phần ba đại quân, nhiều lần truy sát Giang giật đều có hai nhà tướng quân. Hạ gia chạy trốn một chút phương tử công chúa, Hạ Điền cùng Hạ Phi Ngư lại không trốn, nhất là Hạ Điền cùng Giang giật càng là tử địch coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, giang giật cũng sẽ phái người đuổi giết hắn. Sở dĩ hạ điền chỉ là suy tính một ngày, tự liên hợp trường tôn nham thái sử gia long gia gia chủ thương nghị một phen, hắn quyết định đăng cơ thượng vị, trở thành thần võ quốc một đời mới quốc chủ. Thượng vị về sau, hạ điền phát ra thông cáo, lên án mạnh mẽ giang Dật là nghịch tặc, phát động cả nước đại quân chống lại xâm phạm thần võ quốc tặc tử, đồng thời hắn dùng quốc chủ thân phận, hướng còn lại các nước chư hầu cùng thanh long hoàng triều võ điện cầu viện. Thần võ quốc con dân quân đội lớn nhỏ gia tộc thoáng cái tìm được chủ tâm cốt, cũng có chút định xuống tới, trường tôn nham bọn người rất nhanh triệu tập đại quân ngăn chặn giang giật. Bọn hắn tin tưởng còn lại các nước chư hầu, thanh long hoàng triều cùng võ điện tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn giang giật hủy diệt thần võ quốc, nếu không kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn hắn. Giang biệt ly mặc dù mất tích, nhưng 50 vạn chấn Tây quân vẫn còn, chấn Tây quân là thần võ quốc nhất cường đại một trong quân đội. Hạ điền thượng vị ngày thứ nhất liền hạ lệnh để thái sử ra một vị tướng quân đi đón quản trấn Tây quân, cũng triệu tập đại quân công kích Giang giật đại quân. Hạ Điền cùng Hạ Đình Huy đồng giảng, đối Giang Biệt Ly cùng Giang gia rất là nghi kỵ, trấn Tây quân đang một mực đều là Giang gia thành viên tổ chức, Hạ Điền tự nhiên không yên lòng, triệu tập trấn Tây quân cùng Giang giật chém giết, coi như không thể thắng, lưỡng bại câu thương cũng tốt. 50 vạn trấn Tây quân là thường trung thực, thái sử hoành tướng quân nhẹ nhóm tiếp quản toàn quân, còn đem rất nhiều tướng quân thống lĩnh đều điều đi, để thái sử ra người tiếp quản đại quân, chỉnh đốn một ngày thái sử hoành xua quân xuôi nam, muốn cùng giang giật đại quân liều chết một trận chiến. Mấy ngày nay thời gian, giang giật đại quân đã liên tục công phá hơn 20 tòa thành trì. Gần như đều không có cái gì chống cự, cho dù có đến ngân hoa bà bà ra mặt, một chiêu diệt thành chủ cùng thành nội cường giả, còn lại quân đội rất nhanh đầu hàng, đối với phổ thông quân sĩ tới nói, kim cương cường giả cũng không có thể đối đầu tồn tại. Giang giật hạ tử mệnh lệnh, chỉ công thành, dám can đảm người chống cự giết chết bất luận tội, nhưng không phải đánh giết bất kỳ một cái nào bình dân, đầu hàng quân đội cũng không thể loạn giết. Giang giật thời khắc này uy vọng như mặt trời ban trưa, hạ vũ thành bên ngoài diệt tam đại kim cương cường giả, dọa lùi tiêu long vương sát đế, sau đó truy kích lăng ra lão tổ. Mặc dù không biết cuối cùng là không chém giết lão tổ, nhưng hắn trở về, lăng ra lão tổ mất tích, đây là không thể cải biến sự thật. Sở dĩ cứ việc đại hạ quốc quân đội rất muốn huyết tẩy thần võ quốc kém nhất cũng phải đem thần võ quốc quân đội cho chu diệt. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ, quân lệnh như núi, giang giật mệnh lệnh đối với bọn hắn tới nói càng giống ý chỉ của thần, không ai dám ngỗ nghịch. Đại quân như châu chấu bao phủ đi, rất nhanh chiếm lĩnh thần võ quốc 1 phần ba lãnh thổ. 50 vạn trấn Tây quân cũng đến, toàn bộ tiến vào chiếm giữ thần võ quốc trung bộ đại thành đệ nhất thần giả dạ thành, bày ra tư thế chuẩn bị cùng giang giật đại quân quyết nhất tử chiến. Thần giả dạ thành hư, lư lão tướng quân, người tỏa trấn hậu phương, ta mang 10 vạn quân đội đi lấy hạ thần dạ thành. Bên kia có 50 vạn người, giống như dựa vào đại quân chém giết, coi như ngân hoa bà bà xuất chiến, đại hạ quốc bên này cũng muốn tử thương vô số, giang giật quyết định xuất chiến, có hắn tại cái này 50 vạn đại quân liền là 50 vạn con miên dương, nhẹ nhõm có thể cầm xuống. Lư lão tướng quân nghe lệnh, giang giật thân thể hướng trên không trung mà đi, lên nhai tí thú trên lưng, vung tay lên nói, tổ tướng quân, lĩnh 10 vạn quân đội, theo ta cầm xuống thần dạ thành. Ti trước tuân mệnh, một tên thần du tướng quân chắp tay linh mệnh, lập tức vung tay lên nói, hạ hổ quân, hạ long quân, hạ sư quân. Xuất chiến, theo nhiếp chính vương cầm xuống thần dạ thành. Mười vạn đại quân chỉnh tề tinh tế từ quân doanh bên trong vọt ra, đi theo tô tướng quân như kiểu lưới kiếm sắc bén hướng phương bắc phóng đi, mặc dù chỉ có mười vạn người, lại bộc phát ra trăm vạn đại quân khí tức. Giờ khắc này coi như phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm e ngại, bởi vì... Bọn hắn vương ngay tại phía trên, nhiếp chính vương công vô bất khắc, đánh đâu thắng đó. Trong đại bản doanh đại quân toàn bộ trầm hống, thanh âm chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Lớn nửa ngày sau, thần giả thành đã thấy ở xa xa, giờ phút này là mặt trời chiều ngã về tây thời gian, phía tây ánh tà dương đỏ quạch như máu, hồng quang chiếu dọi tại 10 vạn đại quân trường đao bên trên, phản xạ ra làm người sợ hãi hàn quang, 10 vạn người băng băng mà tới, mang theo đầy trời bụi mù, như 10 vạn con cự thú tại im ắng gào thét thần dạ thành rất lớn, nam thành tường uốn lượn người dặm, khoan hậu cao lớn trên tường thành đứng đầy quân đội. Cái này quân đội toàn bộ người mặc màu đen chiến giáp, tay cầm màu đen chiến đao, khuôn mặt trầm tựu, coi như nhìn thấy bầu trời xa xa chậm chậm bay tới nhai tí thú, mặt cũng không đổi sắc, không hổ là thần võ quốc nhất cường đại trấn Tây quân. Thái sử hoành sừng sững tại đầu tường, trên mặt đều là hẳn phải chết chi sắc, rất nhiều vừa mới tiếp quản trấn Tây quân thái sử ra con cháu đồng dạng khuôn mặt yên lặng, bọn hắn nhiệm vụ lần này liền là chịu chết. Đương nhiên, chịu chết trước đó, bọn hắn nhất định phải tận khả năng chỉ huy đại quân tiêu hao đại hạ quốc quân đội, chỉ cần đại hạ quốc kia 60 vạn đại quân toàn bộ tiêu hao hoàn tất, Giang Giật coi như một người đánh hạ thần võ quốc, hắn cũng không có cách nào chiếm lĩnh thần võ quốc. Thần võ quốc các tướng sĩ, chúng ta tận trung vì nước thời khắc đến, vì thần võ quốc vinh quang, vì con dân của chúng ta, du lịch long trận, giết. Thái sử hoành nhìn thấy đại quân tới gần, trường đao trong tay rút ra, hét lớn một tiếng trước tiên hướng phía dưới phóng đi, thái sử ra đám tử đệ cũng nhao nhao đại hống, đi theo lao xuống đi. Giết, chấn tây quân toàn bộ rút ra binh khí quát lớn, đi theo thái sử hoành bay vụt hạ thành trì, mười dặm trên tường thành, liên tục không ngừng bay vụt hạ đại quân, sát khí ngút trời, để thần giả dạ thành bên ngoài bầu trời đều đóng lại. Hừ, giang giật sừng sướng tại nhai tí thú bên trên, nhìn thấy chấn tây quân vào tới, chẳng mấy chốc sẽ cùng đại hạ quốc quân đội giao phong, hắn đôi mắt chậm rãi biến đỏ, liền muốn phóng thích sát lục chân ý chân áp đại quân. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Công kích, chấn tây quân bên trong một người đột nhiên bạo hống, mấy trăm tên thần du cường giả đột một bắn ra nguyên lực công kích, đạo văn công kích. Nhưng những công kích này nhưng không có nhìn về phía đại hạ quốc quân đội, mà là toàn bộ nhắm ngay đại quân phía trước thái sử hoành cùng thái sử gia tướng quân. Các người điên rồi sao? Thái sử hoành cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đầy trời nguyên lực công kích, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, hắn không cam lòng bạo giống một tiếng, nhiều như vậy nguyên lực công kích, đừng nói hắn chỉ có thần du bát trọng thực lực, liền xem như thần du đỉnh phong cũng phải chết. Là ngươi, trước khi chết một khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy chấn tây quân bên trong một tấm cười lạnh mặt xấu xí, nhìn thấy khóe miệng của hắn cái kia đạo hẹp dài vết sẹo, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn có thể dễ dàng như thế tiếp quản chấn tây quân, vì sao chấn tây quân như thế nghe lời. Phanh phanh phanh, mấy trăm nguyên lực công kích đem thái sử ra người toàn bộ bao phủ, cái này hơn 10 tên tướng quân thân thể nổ thành mảnh vỡ, mặt đất cũng nổ ra từng cái hố sâu, che cả bầu trời bụi mù cuồn cuộn mà lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang vọng thật lâu không ngừng. Cái này, Giang giật cùng đại hạ quốc 10 vạn đại quân đều mộng, quân địch vì sao còn chưa khai chiến ở giữa hồng thẳng đến Giang giật xuyên thấu qua bụi mù nhìn thấy Trấn tây quân bên trong một tấm quen thuộc mặt về sau, hắn mới như có điều suy nghĩ nhăn đầu lông mày. Hưu, người kia cũng động, hóa thành một đạo tàn ảnh mà đến, coi thường khẩn trương vạn phần đại hạ quốc quân đội, quỳ một chân xuống đất, cung kính quát khẽ chấn Tây quân thượng tướng quân Giang Nhân Đồ tham kiến nhiếp chính vương, mà tướng suốt 50 vạn chấn Tây quân, nguyện quy hàng Đại Hạ Quốc. chương 488, Đại hung người, soạt, Đại Hạ Quốc đại quân sôi trào, 50 vạn chấn Tây quân lại đầu hàng đây chính là thần võ quốc gần một nửa quân đội A, mà lại chấn Tây quân chiến lực biêu hãn, thiên hạ vang danh. Giang Nhân đồ, tô tướng quân bọn người liếc nhau, đột nhiên có loại hiểu ra. Giang giật thì trần chờ Giang Nhân Đồ trực tiếp báo ra chính mình quân chức, mà lại cũng không có la công tử, mà là hô nhiếp chính vương, đằng sau đầu hàng cũng là giống như đại hạ quốc đầu hàng, không phải hướng hắn đầu hàng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn giết mấy cái kia tướng quân, những tướng quân kia đều là thần du võ giả, rõ ràng là thần võ quốc con em của đại gia tộc. Không phải thái sử gia liền là long gia, giang nhân đồ đầu hàng vô cùng triệt để, không có cho mình lưu nửa điểm đường lui. Nếu như là những người khác, hoặc là những quân đội khác, giang giật có thể sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Vấn đề đây là Giang Biệt Ly quân đội, Giang Biệt Ly mất tích bí ẩn, Giang gia cũng toàn bộ đi theo mất tích, vị này chính là trí kế thông thiên chủ, vạn nhất hắn đang bố cái gì cục, nói không chừng Giang giật sẽ bị hắn hố chết. Công tử, Giang nhân đồ đột nhiên truyền âm nói, vương gia trước khi đi đã từng để lại một câu nói, hắn có lỗi với các ngươi mẹ con, mặc kệ ngươi làm sao oán hắn, hận hắn, thậm chí muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không trách ngươi. Những năm này hắn làm sai rất nhiều chuyện, sở dĩ cuối cùng nghĩ đền bù một chút, hắn mang theo giang ra người đi, cũng là nghĩ đem đường lui an bài tốt, cái này mấy chục vạn trấn Tây quân, là hắn đưa cho ngươi. Giang giật khẽ giật mình, hồi tưởng ngày đó vương thành một trận chiến, hạ đình uy sẽ chém giết hắn lúc, giang biệt ly theo trong hoàng cung lao ra, trên mặt đều là thống khổ cùng xoắn suýt. Hắn cuối cùng chém giết lâm lão thái giám thời điểm, giang biệt ly cũng không động thủ, ngược lại tự mình hại mình. Giang giật không hiểu tin tưởng, giang biệt ly lần này sẽ không hại hắn. Tốt, Hắn làm ra quyết định, lựa chọn tin tưởng Giang Biệt Ly một lần, hắn quát khẽ ta đại biểu Đại Hạ Quốc, tiếp nhận người đồ tướng quân quy hàng. Binh không huyết nhận cầm xuống đêm khuya thành, Giang giật kẻ tài cao gan cũng lớn, để 10 vạn đại quân ở ngoài thành hạ trại, một người tiến vào trong thành qua đêm. Ngày thứ hai năm 10 vạn chấn Tây quân chia binh 5 đường, nhắm hướng Đông Biên thành trì xuất phát, Giang giật 60 vạn đại quân cũng phân biệt 5 đường, như thế 10 đầu cuồng long một đường hướng phương Bắc quét ngang. Tin tức truyền ra, thần võ quốc chấn động vương thành cũng phát sinh động đất. Hạ Điền phá không mắng to, triệt để tuyệt vọng, liên tục hướng còn lại vài quốc gia cùng Thanh Long Hoàng Triều võ điện cầu viện, nhưng cầu viện binh thạch tín chìm biển cả, vài quốc gia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trấn Tây quân tựa hồ là chân tâm quy hàng, một đường công thành đoạt đất, chỉ là 10 ngày thời gian tự quét ngang thần võ quốc đông bộ gần trăm thành trì, những nơi đi qua nếu là không hàng, hết thảy giết chết. 19 ngày, vẹn vẹn 19 ngày, thần võ quốc đông bộ, nam bộ, trung bộ toàn bộ luân hãm. Các thành trì rất ít chống cự, cơ bản đều là đại quân vừa đến lập tức quy hàng, giang giật trong tay đại quân bởi thì ra là 60 vạn biến thành 130 vạn. Hạ Điền mệnh lệnh còn sót lại không nhiều thần võ quốc đại quân, toàn bộ triệu tập trở về vương thành, chờ sau cùng quyết chiến. Ngày thứ 25, 10 đường đại quân bình định thần võ quốc sở hữu thành trì, tề tụ vương thành. Giang giật cưỡi tại nhai tí thú phía trên, nhìn qua phía dưới trăm vạn đại quân, trên mặt mặc dù phong khinh vân đạm, nội tâm lại là rất là cảm khái năm đó hạ vũ thành bị trăm vạn đại quân vây công hắn một người lực kháng trăm vạn đại quân phong thủy luân chuyển hôm nay hắn mang theo trăm vạn đại quân binh lâm vương thành hạ giang giật cầu tặc chấm coi như liều sạch một binh một tốt cũng phải cùng ngươi chống lại đến cùng giết hạ điền cũng coi như cái nhân vật không có đào tẩu ngược lại mang theo trường tôn nham thái sử gia long ra gia, gia tộc lên nam thành tường hắn người mặc long bào trong tay cầm đế vương kiếm khi khái anh hùng hừng hực giết giết, giết, có thể lưu thủ vương thành đều là chung với thần võ quốc, bị hạ gia thái sử gia long ra khống chế quân đội, đương nhiên sẽ không quy hàng, giờ phút này đều bộc phát ra quyết tâm quyết tử, cùng kêu lên hét lớn. Công thành, giang giật không có chiêu hàng, thậm chí liền nói nhảm đều chẳng muốn nói một câu. Hắn vung tay lên, hướng nổi bồng bềnh giữa không trung ngân hoa bà bà nhìn thoáng qua, cái sau chậm rãi đi theo đại quân hướng vương thành bay đi, có giang giật ở hậu phương áp trận, ngân hoa bà bà không sợ hãi. Công thành, Giang nhân đổ bạo giống một tiếng, chấn Tây quân như châu chấu hướng phía trước phóng đi, song phương đều không có phóng thích nguyên lực công kích, lựa chọn cận thân vật lộn. Rất nhanh hai cái đại quân đan vào một chỗ, binh khí bắt đầu vung vẩy, tiên huyết bắt đầu bay lả tả, vương thành bên ngoài biến thành say thịt tràng. Giết, thành nội lúc này đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên bạo tiếng giống, mấy ngàn tinh nhuệ theo mấy cái trong đại viện xông ra, như một thanh lợi kiếm hướng hạ điền bọn người hậu quân đánh tới. Giang giật không có nửa điểm ngoài ý muốn, chỉ là hướng ngân hoa bà bà nhẹ gật đầu, cái sau trên thân khí thế đột nhiên dâng lên, như một cái diều hâu bắn thẳng đến hạ điền. thành nội giết ra đại quân, tự nhiên là chiến gia, tiền gia còn có ảnh ra đại quân, giang giật đã sớm nhận được tin tức, đại chiến cùng một chỗ, ba nhà liền sẽ làm phản, cất giấu tinh nhuệ cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng. chiến đấu không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. ngân hoa bà bà vừa ra tay, hạ điền bọn người chỉ có chờ chết trường tôn nham cùng thái sử gia long gia gia chủ đều không có trốn. Nên an bài lẩn trốn con em đã sớm an bài, giang giật sẽ không bỏ qua bọn hắn, cùng hắn cùng cầu đồng dạng chạy trốn tứ phía, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Giang giật, ta hạ điền coi như hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ điền trước khi chết thê giống còn quanh quẩn tại khắp nơi, giang giật sắc mặt băng lãnh, tựa như không có nghe được. Mà tại hạ điền sau khi chết, còn lại bốn vạn đại quân rốt cục có người sợ hãi, có một cái tướng quân giống to, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Giang giật một câu không nói, Giang nhân đồ nhích miệng cười một tiếng, vết sẹo trên mặt giống như con rết vặn vẹo, bảo quát xiết, một tên cũng không để lại. Hưu, ngân hoa bà bà giữa không trung liên tục không ngừng đánh ra đại thủ trưởng, mỗi một lần đều khoảng trăm người chết đi, Giang giật không mở miệng, như vậy những này quân đội liền muốn chết hết. Đại chiến kéo dài ba canh giờ, đại hà quốc vương thành lưu lại 40 vạn đại quân toàn bộ bị chém giết, một cái không ít. Giang giật từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, cũng không nói một câu, như một tòa băng điêu sừng sướng giữa không chung nhai tí thú trên thân. Hắn không phải một cái hiếu sát người, nhưng là lần này lại lãnh khóc tới cực điểm, đại hạ quốc quân đội nhiều lần đầu hàng, nhưng hắn đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, giang nhân đổ bọn người chỉ có thể ngoan tâm chu diệt. Giang nhân đồ cùng ngân hoa bà bà, cùng rất nhiều tướng quân cũng đều minh bạch, giang giật là muốn dùng 40 vạn đầu người, nói cho người trong thiên hạ phẫn nộ của hắn long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Tô như tuyết giang tiểu nô giang vân hải bọn người chính là vảy ngược của hắn, giống như còn không phóng thích bọn hắn, giang giật không để tâm để càng nhiều người chết đi, làm cho cả đại lục biến thành một mảnh huyết hồng. Vương thành bị công hãm, hạ gia lưu thủ con em toàn bộ bị giết, bất quá rất nhiều hạ gia vương tử công tử biến mất, bao quát ngay từ đầu còn để lại hạ phi ngư. Thái sử gia, long gia, trưởng tôn gia lưu thủ tộc nhân bị chém tận giết tuyệt, thần võ quốc triệt để diệt phong, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Giang dập lần nữa phát ra thông cáo, mục tiêu kế tiếp, thánh linh quốc. Sau 5 ngày, còn không có Giang tiểu nô đám người tin tức, hắn sắp xuất hiện binh tiến đánh thánh linh quốc, mà lại lần này không muốn. Hàng binh, hắn sẽ không giết một cái bình dân, nhưng chỉ cần là thánh linh quốc quân đội, hết thảy giết chết. Đại thiện tự khai tông sư thúc tổ đã từng nói, hắn bình bát bên trong gia chỉ cửu dương Phật ấn, ai nếu là có thể phá hắn bình bát, người này hoặc là đại hung người, hoặc là đại thánh người. Rất rõ ràng, giang giật là cái trước. mươi 489, quyết chiến. Lăng tuyết tiêu long vương sát đế bọn người không phải là không muốn phát ra âm thanh, cũng không phải không rõ môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn là hữu tâm vô lực. Lăng tuyết tìm đến thiên tinh thành võ điện phân điện chủ, dùng ngũ đại thế lực danh nghĩa thỉnh cầu yết kiến võ điện tổng điện chủ, võ điện rất mau trở lại bảo, tổng điện chủ đi ra ngoài chưa về, tha thứ không tiếp khách. Ai cũng không biết võ điện tổng điện ở nơi nào, bọn hắn coi như muốn đi võ điện tổng điện cũng tìm không thấy đường, trong lúc nhất thời các nàng cũng không biết làm sao. Lăng Tuyết đưa tới Tiêu Long Vương cùng Sát Đế, còn có Thánh Linh Quốc quốc chủ, hỏi thăm Giang Tiểu Nô đám người tin tức, nhưng ba người đều kiên quyết phủ nhận bắt được Giang Tiểu Nô, ba người ngược lại nghi kỵ Lăng Tuyết, có phải là hắn hay không mượn Giang giật tay hủy diệt vài quốc gia. Lăng Tuyết bất đắc dĩ, lại hướng Thủy Nguyệt Quan đại thiện tự xin giúp đỡ, để bọn hắn ngăn lại Giang giật hung ác. Năm đó Hạ Vũ Thành bên ngoài, đại thiện tự lão hòa thượng thế nhưng là nói, Giang Giật nếu là đại hung người hắn tất xuất thủ chém giết Giang Giật. Thủy U Lan không ngoài dữ liệu không có nửa điểm tin tức, lão thiền sư trầm mặc ba ngày đưa tin cho Lăng Tuyết, đoạn thời gian trước ngũ đại thế lực liên quân vây công đại Hạ Quốc, vốn là phá hủy Hạ Vũ Thành bên ngoài minh ước, việc này đại thiện tự mặc kệ. Giang Giật mặc dù chu diệt thần võ quốc bốn người vạn đại quân, chứng minh là đại hung người, nhưng ở lão hòa thượng xem ra cũng không tính qua giới hắn giết chết đều là quân đội, các nơi tin tức truyền đến, đại quân tại quét ngang thần võ quốc, chết đi bình dân vẻn vẹn chỉ có gần ngàn người người, mà liên quân công kích đại hạ quốc, chết đi bình dân cao tới trăm vạn. Giống như theo thiện ác tới nói, hai bên đều là ác nhân, đại thiện tự một mực dùng tạo phúc thiên hạ, cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình, nhưng thật như thế. Trong lịch sử đại chiến không ngớt, chết đi bao nhiêu người mỗi lần quốc chiến đều có vô số người chết đi, đại lục thời thời khắc khắc đều ở trên diễn chém giết, mỗi một khắc đều có người chết đi, đại thiện tự muốn cứu người, liệu có thể cứu bao nhiêu người? sở dĩ đại thiện tự có thiện niệm, nhưng không phải ngu thiện, giang giật là ai đây? chính là tâm ngoan thủ là chủ, bốn người vạn người hắn cũng dám giết, giống như đại thiện tự lần này dám ra mặt, hắn tuyệt đối không để tâm đem đại thiện tự san thành bình địa. lão tổ sống không thấy người, chết không thấy xác, lâu như vậy không có tin tức khẳng định giữ nhiều lành ít. lão hòa thượng thực lực không tệ, nhưng hắn khẳng định không phải lăng ra lão tổ đối thủ. Lăng tuyết bọn người triệt để không cách nào, thánh linh quốc quốc chủ thánh thiên càng là để cho khổ không chịu nổi, nhiều lần hướng lăng tuyết bọn người xin giúp đỡ, để các nàng hỗ trợ tìm kiếm giang tiểu nô bọn người. Hắn ý tứ rất rõ ràng, các người nếu ai bắt được giang tiểu nô các nàng, lập tức thả đi, lại không thả ta lớn thánh linh quốc liền muốn mất nước. Lăng tuyết tiêu long vương bọn người không có bất kỳ cái gì cử động, năm ngày thời gian vừa đến, giang giật xua quân trăm vạn, hướng thánh linh quốc xuất phát. Tại đại quân tiến vào thánh linh quốc địa giới, Công kích đông bộ đại thành quỷ viêm thành, đem thành nội lam ra con em, còn có hơn 10 vạn đại quân toàn bộ đồ sát không còn về sau, toàn bộ thánh linh quốc triệt để luống cuống. Giang giật không có nói đùa, cái này sát thần căn bản không quan tâm giết bao nhiêu người, ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, kết cục chỉ có chết. Kết quả là, đông bộ trong thành chỉ quân đội bắt đầu quy mô nhỏ phản bội chạy trốn, Giang giật nói qua, hắn chỉ giết quân đội, mà bọn hắn chạy trốn, biến thành bình dân, Giang giật đương nhiên sẽ không giết A. À. Quỷ viêm thành bên trong bình dân chỉ chết mấy cái, đã chứng minh điểm này, ở sau đó đại quân quét sạch đông bộ mấy thành về sau, chỉ cần không mặc thánh linh quốc quân trang, chỉ cần trong tay không có binh khí, đại quân một đạo lập tức quỳ xuống, giang giật đại quân quả nhiên không có giết một người. Sự tình truyền ra, toàn bộ đông bộ thành chỉ quân đội bắt đầu đại quy mô phản bội chạy trốn, tiếp lấy phản bội chạy trốn chi phong quét sạch toàn bộ thánh linh quốc. Ai cũng không muốn chết, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn dám ngăn cản chỉ có hôi phi yên diệt thánh linh quốc lão quốc sư chết rồi, ai có thể ngăn cản giang giật đồ đao. Đã không có một tia hy vọng, ai lại nghĩ không công chịu chết. Có người dẫn đầu về sau, tự nhiên bắt đầu liên tiếp có người phản bội chạy trốn, thậm chí có trong thành nhỏ, mấy ngàn quân đội trong vòng một đêm toàn bộ bất ngờ làm phản, chạy tinh quang, chỉ còn lại thành chủ trụi lùi một người. Trăm vạn đại quân, giang nhân đồ làm tiên phong, chiến ra rất nhiều cường giả tiến vào trong quân, thống lĩnh quân đội. Tiền gia phụ trách hậu phương lương thảo, lư lão tướng quân ở giữa điều hành ngân hòa bà bà cùng nhai tí thú bốn phía tuần tra nơi đó có mãnh liệt chống cự một người một thú đi qua đem thần du cường giả đánh giết về sau đại quân liền có thể nhẹ nhõm phá thành Giang giật tọa trấn đại bản doanh thánh linh quốc không có kim cương cường giả đều không cần hắn động thủ hắn tọa trấn đại bản doanh cũng sẽ để đại quân tứ không kiêng sợ công kích chỉ cần có hắn tại cái nào kim cương cường giả dám mạo hiểm đầu 15 ngày thời gian, Giang giật quét ngang thần võ quốc hao tốn hơn 20 ngày, giờ phút này công chiếm Thánh Linh Quốc lại chỉ hao tốn nửa tháng. Đương nhiên, cái này cùng Thánh Linh Quốc đại quân phản bội chạy trốn 2 phần 3 có rất lớn quan hệ, rất nhiều trong thành trì quân đội đều không ai, đại quân vừa đến tiếp thu là đủ. Ngày thứ 17, đại quân binh lâm Thánh Linh Quốc nước đều, giang giật còn không có hạ lệnh công thành, Thánh Linh Quốc quốc chủ Thánh Thiên xuất lĩnh văn võ bá quan, cùng Thánh Linh Quốc còn sót lại hơn 30 vạn đại quân ra khỏi thành xin hàng. Giang giật đã từng nói, không muốn hàng binh, Hắn vốn định toàn bộ chém giết, nhưng chiến nhất minh cùng tiền quỹ lại khuyên hắn tiếp thu những này hàng quân, có thể đem thánh linh quốc quốc chủ nhất tộc trục xuất, đem đại quân đánh tan hợp nhất, tiến hành chỉnh đốn, liền sẽ biến thành quân đội của mình. Ngân hoa bà bà cũng tiến hành thuyết phục, dù sao đánh hạ nhiều như vậy lãnh thổ, không có đại quân không có cách nào toàn bộ chiếm lĩnh. Giang giật không có cân nhắc xa như vậy, thậm chí đều không có nghĩ qua nhất thống đại lục. Chiến nhất minh cùng tiền quỹ cùng ngân hoa bà bà lại đều có ý nghĩ như vậy, dù sao Giang Giật trở thành đại lục chi chủ, các nàng đi theo cũng nước lên thì thuyền lên. Giang Giật không chịu nổi mọi người thuyết phục, đồng ý Thánh Linh Quốc quốc chủ quy hàng, tiếp thu hơn 30 vạn đại quân, Thánh Linh Quốc chính thức tuyên bố vong quốc. Giang Giật rất nhanh lại phát ra thông cáo, sau 5 ngày công kích Bắc Mãng Quốc, đồng dạng không muốn hàng binh, không muốn chết lập tức phản bội chạy trốn. Tin tức truyền đến Bắc Mãng Quốc, toàn bộ Bắc Mãng Quốc chấn động bất an, nhưng 3 ngày sau Bắc Mãng Quốc liên hợp Thanh Long Hoàng Triều, Bắc Lương Quốc phát ra một cái thông cáo, lại để cho Bắc Mãng Quốc con dân thấy được một tuyến hy vọng. Cùng hắn thuyết phục cáo, không bằng nói là khiêu chiến thư. Thanh Long Hoàng Triều liên hợp hai nước hướng giang giật khiêu chiến, địa điểm chiến đấu định tại Thiên Tinh Thành bên ngoài, hai nước đại quân cũng nhanh chóng hướng Thiên Tinh Thành hội tụ, nói rõ muốn cùng giang giật tại Thiên Tinh Thành bên ngoài quyết nhất tử chiến. Tin tức truyền khắp đại lục, đại lục chấn động, tất cả mọi người minh bạch, có lẽ cái này đem là trận chiến cuối cùng, giống như giang giật có thể thắng, đại lục đem nhất thống, giống như giang giật bại, đại lục thế cục lại trở nên khó bể phân biệt. Lịch sử tính một khắc rốt cuộc đã tới sao, nhiếp chính vương, không thể nghinh chiến, coi như muốn quyết chiến, cũng không thể đi thiên tinh thành, chúng ta giữ nguyên kế hoạch công kích Bắc Mãng Quốc, nhìn xem tiêu long vương cùng Bắc Mãng Quốc đại quân hồi viên không. Đúng vậy a, à, thanh long hoàng triều cùng hai nước trước đó một mực không có động tính, lại đột nhiên khiêu chiến, rất có thể có quỷ kế. Chúng ta không thể theo bọn hắn, muốn nắm bọn hắn cái mũi đi binh giả, quỷ đạo giả, vạn sự vẫn là cẩn thận chút tốt. Khiêu chiến thư truyền đến giang giật đại doanh, giang nhân đổ chiến nhất minh tiền quỹ bọn người mở miệng phát đúng. Hoàng triều cùng hai nước đột nhiên bắt đầu cường thế, ở trong đó khẳng định có vấn đề, nói không chừng thiên tinh thành bên trong chính bố trí xuống một tấm thiên la địa võng, chờ lấy giang giật vào cuộc. Ha ha, giang giật cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, đến chúng ta cái này cấp bậc, bất kỳ cái gì quỷ kế đều vô dụng, bọn hắn có người có thể giết ta, Ta coi như bỏ chạy chân trời góc biển cũng là chết. Đã sớm muộn có một lần quyết chiến, kia ở nơi nào đều như thế. Các ngươi không cần nhiều lời, truyền lệnh xuống toàn quân xuất phát, hướng Thiên Tinh Thành xuất phát. Chương 490, phá cho ta Thiên Tinh Thành. Thanh Long Hoàng triều cùng hai nước đột nhiên muốn quyết nhất tử chiến, đích thật là xuất hiện biến cố, cái này biến cố vẫn là tại Võ Điện. Ngay tại hôm qua, Thiên Tinh Thành Võ Điện phân đà chủ đột nhiên mang đến Võ Điện tin tức, Võ Điện tổng điện chủ tự mình hạ lệnh để Hoàng Triều cùng hai nước cùng giang giật quyết chiến, thời khắc tất yếu. Võ Điện sẽ ra tay, phân điện chủ mang đến tổng điện chủ lệnh bài, lệnh bài này rất đặc thù, căn bản là không có cách phòng chế, phân điện chủ khẳng định cũng không dám giả truyền mệnh lệnh. Sở dĩ lăng tuyết cùng tiêu long vương sát đế thương nghị nửa ngày, cuối cùng quyết định phát ra thông cáo khiêu chiến, các nàng đã đi đường không đường, cũng không có sức cùng võ điện đàm phán, chỉ có cùng Giang giật ước chiến, đem sau cùng hy vọng ký thác võ điện. Giang giật xua quân trăm vạn, thẳng bức thiên tinh thành mà đến, trăm vạn đại quân không có chia binh, lôi ra hơn 10 dặm, trùng trùng điệp điệp, như một thanh khổng lồ lưỡi dao đâm thẳng phương Bắc. Đại quân tiên phong đã tới Bắc Mãng quốc địa giới, Giang Giật cũng không có hạ lệnh công kích Bắc Mãng quốc thành trì, chỉ, chỉ cần đánh hạ thiên tinh thành, Bắc Mãng quốc diệt phong chỉ là vấn đề thời gian. Để lăng tuyết bọn người lo lắng chính là, võ điện không có bất kỳ cái gì cử động. Các nơi võ điện phân điện cũng không có phái ra cường giả hướng thiên tinh thành tụ tập dấu hiệu, Lăng Tuyết phái người để võ điện phân điện chủ thỉnh cầu võ điện tổng điện xuất binh, tổng điện chủ chỉ đem đến một câu, nên xuất binh lúc, tự nhiên sẽ xuất binh. Bắc Mãng quốc điều tới 50 vạn tinh nhuệ, Bắc Lương quốc cũng điều tới 60 vạn đại quân, tăng thêm hoàng triều 10 vạn đại quân, hết thảy 120 vạn đại quân. Hoàng triều thần du cường giả còn có mấy ngàn, cái này quân lực dị thường cường đại, Tiêu Long Vương cùng sát đế cũng tỏa trấn thiên tinh thành, nhưng mọi người cảm giác vẫn là trong lòng không chắc. Bởi vì bọn họ địch nhân là giang giật, báo bắc mãng quốc cùng thánh linh quốc biên giới giang giật đi theo hậu trận vừa mới đến một tên thống lĩnh tự dục ngựa nhanh chóng lao tới khoảng cách giang giật mấy chục trượng hắn tung người xuống ngựa một gối quỳ xuống quát khẽ bẩm nhiếp chính vương phía tây tới một cái lão hòa thượng điểm danh muốn gặp ngươi giang giật bản thân là tỏa trấn trung quân bất quá trước mấy ngày đi ngang qua đoạt hồn cốc lúc hắn đột nhiên biến mất một ngày còn như cụ thể đi đâu hắn không nói mọi người cũng không tốt hỏi nhiều lão hòa thượng Giang giật mày kiếm vẩy một cái, giữa không trung ngân hoa bà bà lông mày nhíu lại, hoảng sợ nói là đại thiện tự viên thông đại sư. Đại thiện tự ngay tại hai nước biên giới, cách nơi này chỉ có trăm dặm lộ trình, dám đơn thương độc mã tìm đến giang giật phiền phức, chỉ có đại thiện tự lão hòa thượng kia. Đại quân tiếp tục tiến lên, ta đi một chút liền đến. Giang giật trầm ngâm một hồi, phất phất tay cưới một thất bảo mã về phía tây bên cạnh phóng đi, giữa không trung nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà liếc nhau, một người một thú yên lặng đi theo, lão hòa thượng này nếu là dám ngoan minh không thay đổi, bọn chúng không để tâm tiện hắn một đoạn. Một tòa núi nhỏ chi đỉnh, cả người khoác cả sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng lão hòa thượng yên tĩnh đứng thẳng. Hắn nhắm mắt lại, trên thân khí thức tự nhiên, tựa như cùng ngọn núi nhỏ này phong hòa làm một thể, từ xa nhìn lại cũng cảm giác lão hòa thượng là trong núi một cái cây, một cái cột đá, rất là thần kỳ. Cộc cộc cộc, Giang giật cưỡi chiến mã chậm rãi chạy tới, trên mặt không hề bận tâm, nơi xa nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà sừng sướng giữa không trung không cần giang giật mở miệng bọn chúng đều rất thức thời không có ghé qua tới ở dưới ngọn núi giang giật tung người xuống ngựa từng bước một lên núi trên đỉnh đi tới thân tình lạnh nhạt tựa như hành tàu tại bản thân hậu hoa viên trên ngọn núi lão hòa thượng cũng không có mở mắt tựa hồ ngủ thiếp đi đi đến đỉnh núi giang giật đứng tại lão hòa thượng phía trước chắp tay trước ngực nhẹ giọng mở miệng nói giang giật tham kiến viên thông đại sư Lão hòa thượng hai đầu đủ hàm mày trắng lắc một cái, đôi mắt mở ra, đồng dạng có chút khom người nói, Giang thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Giang giật cười nhạt một tiếng, nói, đại sư lần này tới, nhưng có chỉ giáo. Chưa nói tới chỉ giáo, lão hòa thượng khuôn mặt nghiêm mặt, thanh âm cũng biến thành ngưng trọng, lão nạp cố ý cầu kiến Giang thí chủ, là nghĩ thay thiên hạ thương sinh cầu tình. Giang thí chủ sát tâm quá nặng, đây không phải thiên hạ chi phúc, thiên địa luân hồi, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sát nhiệt quá nhiều cũng sẽ để thí chủ che đậy hai mắt rơi vào ma đạo có lẽ thí chủ cảm giác không thấy nhưng một vài thứ tích lũy quá nhiều sớm muộn hội bộc phát đến lúc đó hội hại thí chủ tiền đồ tiền đồ ha ha giang giật lắc đầu cười khẽ hắn luyện hóa thiên thạch đã sớm đem thân thể cho luyện hỏng hắn còn có cái gì tiền đồ có thể nói còn như nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng càng là nói nhảm chẳng lẽ bởi vì sợ về sau báo ứng hắn tự buông tay mặc kẻ tô như tuyết giang tiểu nô các nàng sở dĩ trên mặt hắn đột nhiên trở nên âm lãnh xuống tới, nhìn qua lão hòa thượng hỏi, kia mời đại sư chỉ điểm, ta nên như thế nào bỏ xuống đổ đao, sau đó các loại chờ, người khác đổ sát khác ở trên cổ ta, phải chăng như thế ta liền có thể thành Phật quy thiên nữa nha. Ai, lão hòa thượng tựa hồ cũng biết chính mình khuyên không được giang giật, không ngăn cản được lập tức liền muốn phát sinh đại chiến, hắn nặng nề thở dài nói, lão nạp không muốn thêm can thiệp thí chủ làm việc, chỉ là muốn thay người trong thiên hạ cầu xin tha, mời thí chủ tại có thể không giết thời điểm, liền thiếu đi tạo sát nhiệt đi. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, thiếu giết một người cũng là thương sinh chi phúc. Giang giật lạ thường không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại nhẹ gật đầu, rất là cung kính trả lời, giang giật ghi nhớ đại sư dạy bảo. Lão hòa thượng có chút khom người, quay người lên núi phong phía dưới đi đến, mỗi một bước đều bước ra đi đếm trăm trượng xa, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự biến mất ở phương xa. Hô hô, giang giật thở ra một hơi thật dài, nhìn qua lão hòa thượng biến mất phương hướng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn sừng sững tại đỉnh núi một hồi lâu sau, mới lắc đầu thở dài nói, đại sư, cũng không phải là giang mẫu hiếu sát, quả thật bọn hắn ép người quá đáng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ta nếu không tế lên đồ đao, bọn hắn liền sẽ giết ta, giết thân nhân của ta, thế gian này vốn không có đạo lý có thể nói, cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác ai có thể nói cho ta biết chứ. Đại quân chỉ là hao tốn thời gian 7-8 ngày, tiên phong bộ đội đã tới thiên tinh thành phía tây giang nhân đồ mệnh lệnh đại quân ở ngoài thành 10 dặm hạ trại chờ đợi giang giật đến hơn hai năm trước yêu hậu đã từng xuất lĩnh đại quân yêu thú cũng là từ nơi này công thành giờ phút này trên tường thành còn có yêu thú cản quấy vết tích thiên tinh thành bên trên sáng lên một cái cự đại vòng bảo hộ trong hộ cháo trên tường thành đều là lít nha lít nhít đại quân những ngày quân sĩ nhìn thấy phía tây trên đường chân trời liên tục không ngừng có quân đội vào tới tương thiên tinh thành phía tây đất chống chiếm cứ toàn bộ người tâm đều treo lên một trận chiến này đến tột cùng ai thắng ai thua bọn hắn không biết bọn hắn chỉ là biết rõ đại chiến cùng một chỗ rất có thể đều muốn vẫn lạc tại thiên tinh thành lang tuyết bọn người không có ra khỏi thành trên tường thiên tinh thành ngũ đại tướng quân ngược lại là đều tới long tướng quân tại hạ vũ thành bên ngoài lại còn sống chạy về rất nhiều tướng quân nhìn thấy đại quân liên tục không ngừng tụ tập đều bùi ngùi mãi thôi năm đó giang giật là hoàng triều tuần sát xứ tại thiên tinh thành thụ mệnh truy tra tiểu hồ ly hành tung cũng dẫn đầu qua bọn hắn công kích qua đại hoàng tử vương phủ đến giờ phút này trong đầu của bọn họ đều hiện lên ra giang giật chém đinh chặt sắt hạ lệnh đánh vào vương phủ tình cảnh vật đổi sao rời cảnh còn người mất giang giật lại một lần đi vào thiên tinh thành lần này lại là mang theo trăm vạn đại quân đến quyết nhất tử chiến đại quân ở phía sau nửa đêm rốt cuộc toàn bộ tới đông đủ trăm vạn đại quân lít nha lít nhít một chút không nhìn thấy bờ không có chút nào một điểm âm thanh, cho người ta cực độ cảm giác đè nén. Tựa như một trăm vạn chỉ yêu thú, lúc nào cũng có thể lộ ra răng nanh, tương thiên tinh thành san thành bình địa. Hừng đông thời gian, phía đông tảng sáng lộ ra luồng thứ nhất sáng ngời lúc, đại quân hậu phương truyền đến một tiếng tiếng xé gió, một cái cự thú theo phía tây bầu trời chậm rãi bay tới. Cự thú toàn thân hình như có dòng nham thạch chuyển, trên lưng một cái như như tiêu thương thân ảnh sừng sững, bên người còn đi theo một tên cầm quyền trưởng lão Thái bà, lăng không bay tới. Giang giật bay đến phía trên đại quân, xa xa nhìn qua nguy nga thiên tinh thành, không có một câu nói nhảm, trong tay hồng quang lóe lên, hỏa long kiếm xuất hiện, hắn đột nhiên hướng phía trước vung lên, bảo hống thần du võ giả công kích, phá cho ta thiên tinh thành. chương 491, bọn hắn vương, rốt cục xuất chiến. Dầm dầm rầm sắc trời vẫn là một mảnh mông mông lung, thiên tinh thành bên ngoài lại bày ra đến trướng mắt, từng đợt đinh tai nhức óc tiếng vang lóe sáng, truyền khắp khắp nơi phương viên trăm dặm đem rất nhiều sơn giã bên trong tiểu giã thú đều dọa đến chạy trốn tư phía. Trăm vạn đại quân, thần du cường giả đạt tới gần vạn, cứ việc thần du đỉnh phong cường giả không phải rất nhiều, nhưng nhiều như vậy thần du cường giả liên tục không ngừng công kích, uy lực này cũng là khả quan. Thiên tinh thành vòng bảo hộ kiến tạo rất nhiều năm, là làm lúc thanh long hoàng triều một vị thiên quân cường giả bày ra, là lưu cho lăng ra con em sau cùng bình chướng. Lần trước yêu hậu dẫn đầu đại quân đến công thành lúc, lăng tuyết không có mở ra vòng bảo hộ, bởi vì nàng biết rõ coi như mở ra, cũng sẽ cho yêu hậu một trường vỗ toái. Lần này nàng mở ra vòng bảo hộ, cũng không có hy vọng xa vời bằng vào cái này vòng bảo hộ ngăn cản trăm vạn đại quân cùng giang giật, chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian, để võ điện tận khả năng chuẩn bị một chút. Dầm dầm dầm, giang giật không nói một lời, để đại quân liên tục không ngừng công kích, hắn có đế cung, sở dĩ hiểu cái này vòng bảo hộ nguyên lý. Chỉ cần có thể lượng tiêu hao hết về sau, cái này vòng bảo hộ tự nhiên là phá, sở dĩ mặc dù công kích nửa canh giờ, vòng bảo hộ vẫn như cũ quang mang lấp lánh, Giang giật cũng không thèm để ý. Ba ba, người cùng nhai tí thú thay phiên công kích, Giang nhân đồ, để thần du cường giả từng nhóm công kích. Giang giật phi thân hạ phía dưới, để lư lão tướng quân trống lên một cái doanh trướng tiến vào nghỉ ngơi. Nhai tí thú trầm hống một tiếng, trên đầu độc giác phát sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang mà ra đánh vào vòng bảo hộ phía trên, trong chốc lát vòng bảo hộ quang mang vạn trược, bất quá nhưng không có một tia dao động, lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Ngân hoa bà bà thân thể lóe lên bay xuống tới, cùng giang giật đồng dạng tiến vào một cái vừa mới trống lên lều vải, hắn cùng giang giật giấu đi, đối phương cũng sợ không tới ngọn nguồn, ngược lại sẽ càng thêm lo lắng, sợ hai người vụng trộm làm cái quỷ gì. Cứ như vậy, gần vạn thần du cường giả chia hai nhóm, nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà cũng thay phiên công kích, thời khắc đều khoảng nghìn đạo công kích nện ở thiên tinh thành vòng bảo hộ bên trên. Vòng bảo hộ kia mặc dù nhìn tạm thời không có vấn đề, nhưng năng lượng khẳng định đang kéo dài tiêu hao, đoán chừng không dùng đến 10 ngày nửa tháng liền sẽ phá toái. Giang giật rất là nhàn nhã, tiến vào doanh trướng sau liền không có xuất hiện qua, hắn cũng làm cho đại quân ngay tại chỗ sinh hoạt nấu cơm, nên ăn thì ăn, nên quát quát, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cũng may có tiền quỹ quản hậu phương, nếu không trăm vạn đại quân dạng này mang xuống, đều phải chết đói. Trái lại thiên tinh thành bên trong, sĩ khí không ngừng mà hạ xuống, thành nội quân đội gần như đều ăn không vào ngủ không ngon đổi lại là ngươi đỉnh đầu vòng bảo hộ không ngừng lấp lánh, tùy thời đều cảm giác hội vỡ tan, địch nhân hội giết vào đây, ngươi có thể có tâm tư ăn cơm, có thể ngủ đến an ổn. Phó điện viện quân chậm chạp chưa từng xuất hiện, cũng làm cho lăng tuyết tâm chậm rãi trầm xuống, tiêu long vương cùng sát đế thay phiên phòng thủ, hai người nhìn thấy vòng bảo hộ nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, nội tâm cũng càng ngày càng lạnh. Một ngày, năm ngày, mười ngày, vòng bảo hộ đã biến thành hơi mờ, tiêu long vương cùng sát đế đều ra khỏi thành trên tường, Lăng tuyết cũng nổi lên, vòng bảo hộ sẽ phá toái, cuối cùng bắt đầu quyết chiến. Vô luận thành bại, tất cả mọi người sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ba, Nhai tí thú tuyệt sát một kích, thiên tinh thành vòng bảo hộ rốt cục năng lượng hao hết tan vỡ, giang nhân đồ cũng đã sớm chuẩn bị xong, bạo giống một tiếng, giết. Nhai tí thú, chưa có ngông cuồng, có loại cùng bản vương đi lên một trận chiến. Tiêu long vương bạo giống một tiếng, thân thể như dao long hướng lên trên uổng phí bắn thẳng đến mà đi, Ánh mắt nhìn về phía nhai tí thú đều là khiêu khích chi sắc, không thể không nói tiêu long vương rất thông minh, hắn tìm nhai tí thú đơn đấu, giống như nhai tí thú ứng chiến, nói không chừng giang giật tạm thời liền sẽ không tìm hắn để gây sự. Ngao ngao, nhai tí thú ngày đó kém chút bị tiêu long vương giết chết, hôm nay giang giật tại nó đây không sợ hãi chút nào, lập tức ngửa mặt lên trời cuồng hống hai tiếng, thân thể hướng lên trên uổng phí mà đi. Hắc hắc, sát đế cũng không phải đồ đần, trong tay kim sắc trường thương chỉ một cái ánh mắt khóa chặt ngân hoa bà bà lạnh giọng quát bà điên nhưng có loại cùng ta đi lên đi quyết một cái hùng sát đế câu nói này kỳ thật có sơ hở trong lời nói hai người là thư là hùng mù loà đều biết bất quá ngân hoa bà bà ngược lại là không để ý những này cười lạnh một tiếng nói sát đế ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ hiu sát đế cùng ngân hoa bà bà cũng tới cao vạn trượng uổng phí phía dưới đại chiến bắt đầu giang nhân đổ vung tay lên gần vạn thần du cường giả trước tiên hướng thành nội phóng đi Đằng sau đại quân như châu chấu đuổi theo, rất nhanh Thương Thiên Tinh thành không gian bên ngoài chỗ bao phủ. "Giết!" Lăng Tuyết đôi mắt lạnh lẽo, ngọc thủ vung lên, trên tường thành quân sĩ nổ bắn ra mà đến, hai đạo thép thiết hồng lưu rất nhanh giao phong, tiếp lấy giao hòa cùng một chỗ, Thiên Tinh thành bên ngoài biến thành say thịt tràng. Đại chiến đã trải qua rồi, nhưng giang giật lại một mực tải trong doanh trướng không có ra, rất là quỷ dị. "Thương thương thương, uống, a, à, phanh phanh phanh, binh khí chạm vào nhau âm thanh." võ giả quát lớn âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ liên tiếp, dưới tường thành chỉ là nửa canh giờ đã chết đi mấy ngàn người, bầu trời nhai tí thú cùng tiêu long vương đánh đến đang vui, ngân hoa bà bà cùng sát đế lực lượng ngang nhau, chiến sự tựa hồ giao chức. Giang giật vẫn là không có xuất hiện, giang nhân đồ cùng lư lão tướng quân, chiến nhất minh mấy người cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không dám đi qua thêm hỏi thăm. Một bên sĩ khí như hồng, một bên sĩ khí đê mê bất quá thần du cường giả số lượng chiếm ưu sở dĩ song phương chiến lực ngang hàng, tử thương đều rất khốc liệt. Đồng dạng, trên bầu trời tiêu long vương cùng sát đế cũng bởi vì cố kỵ giang giật, không dám toàn lực khai chiến, sở dĩ phía trên chiến đấu cũng trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Một trận đại chiến theo sáng sớm đánh tới giữa trưa, từ giữa trưa đánh tới trạng vạng tối, giang giật không có hạ lệnh lui binh, giang nhân đổ bọn người chỉ có thể tiếp tục cắn răng để cho người ta khổ chiến. Đêm, dần dần đến rồi, thiên tinh thành chỗ phương Bắc, giờ phút này còn không có nhập hạ, sở dĩ trong đêm có chút thanh lãnh, bất quá song phương đều giết đỏ cả mắt, giờ phút này ai cũng không có cảm giác đến lạnh, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Xa xa xa, đại quân hậu phương một cái trong doanh chướng, một thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. ròng dã một ngày, giang giật đều tại dùng thần thức lặng yên dò xét thiên tinh thành bên trong tình huống, giờ phút này xác định không có đặc biệt cảm bẫy về sau, hắn rốt cuộc xuất chiến. Hắn mặc dù khăng khăng muốn tới thiên tinh thành quyết chiến, nhưng hắn không phải người ngu, tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước đó, hắn cũng không hội tùy tiện xuất thủ. Hắn cũng biết hắn không xuất hiện, tiêu long vương cùng sát đế không dám đánh giết nhai tí thú cùng ngân hoa bà bà. Hắn không xem thường sinh tử, bởi vì hắn chết rồi, cái này trăm vạn đại quân đều phải chết. Xa xa xa, hắn sách ngược lấy hẹp dài hỏa long kiếm, hỏa long kiếm bên trên hồng quang lóe lên lóe lên, hai đầu hỏa long vô thanh vô tức du tẩu, kia hồng quang đem hắn trắng noãn mặt chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối, Mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn không gió mà bay. Hắn theo đại quân hậu phương đi tới, chân bước không nhanh không chậm, tựa như tại điền viên tản bộ, trên người hắn cũng không có phóng thích khí thế, cứ như vậy chậm chậm đi tới, phía trước đại quân tự động tách ra một con đường để hắn thông qua, hai bên bọn đôi mắt toàn bộ sáng như tinh thần. TT, tê tê, trên tường thành lăn tuyết, cùng long tướng quân bọn người toàn bộ hít một hơi lãnh khí, rất nhiều quân sĩ nhìn thấy đại quân tự động tách ra, một cái tóc đỏ thiếu niên u u đi tới toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cũng như thiếu niên này không phải một người, mà là một cái không cách nào chiến thắng ma thần. Giết, phía trước ngay tại khai chiến rất nhiều quân sĩ, nguyên bản kịch chiến một ngày mệt mỏi khổ không thể tả, rất nhiều trên thân người cũng đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng ở giờ khắc này toàn bộ đều bạo hống, từng cái tựa như mãnh hổ hạ sơn, khí thế như hồng, tiếng giết rung trời. Bọn hắn vương, rốt cục xuất chiến, chương 492, một bước sai, từng bước sai giang giật nhìn qua chầm chậm đi tới cái kia tóc đỏ thiếu niên lăng tuyết khóe miệng có chút co rúm trong con ngươi lộ ra một tia thống khổ cùng thất lạc từng có lúc nàng cũng từng có mộng tưởng cái kia chính là tìm kiếm một cái thiên hạ vô song thiếu niên bị rực song phi lưu lạc thiên nhai giang giật quốc chiến đệ nhất lúc nàng lưu ý giang giật bất quá khi đó chỉ là muốn lung lạc mà thôi về sau giang giật mưu phản thần võ quốc để nàng đối giang giật có chút một tia thưởng thức dám thiên hạ chi không vì đây là thật anh hùng thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Lăng Tuyết cư việc lưng đeo trấn hưng thanh long hoàng triều sứ mệnh, lưng đeo lăng gia liệt tổ liệt tông, còn có phụ hoàng hắn kỳ vọng, nhưng nàng trên bản chất vẫn là một thiếu nữ. Thiếu nữ đều có anh hùng mộng, Giang Giật không thể nghi ngờ chính là cái này thời đại anh hùng vĩ đại nhất. Quốc chiến đệ nhất, mưu phản thần võ quốc, một người cùng một nước đối kháng, đại náo hạ vũ thành, về sau giải cứu tiểu hồ ly, tránh cho thương sinh gặp nạn, lại về sau một người đối kháng lục đại thế lực, trăm vạn đại quân, Giang giật cố sự rất rất nhiều, mặc dù là địch nhân, Lang Tuyết không thể không thừa nhận, cái này thần đồng dạng thiếu niên có thể làm cho thiên hạ bất luận cái gì thiếu nữ tâm động. Cùng Giang giật so sánh, thời đại này sở hữu công tử đều ảm đạm phai mờ, như hình hỏa chi quang cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhất là Giang giật trọng tình trọng nghĩa, vì âu yếm nữ tử không tiếc cùng người trong thiên hạ là địch, càng làm cho rất nhiều thiếu nữ lòng mang ước mơ.